Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Kinh Lăng Nghiêm Trạng Thái Tưởng Ấm, phần 1 trên 8 phần trong tiết mục Giữa Thầy Và Trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Ban nhà bếp đâu? Họ đâu rồi? Ồ, được. Mang cái này đến cho ban nhà bếp. Dạ. Ban nhà bếp giơ tay lên. Được, đó là cho họ, đó là cho họ. Cũng cho họ. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tôi chỉ muốn cảm ơn quý vị nhé. Tôi muốn quý vị cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Tôi vốn muốn quý vị ngồi ở lối vào để tôi có thể thảy bánh tuần tra cho quý vị ngay khi tôi đi vào. Cho vui mà. Thì họ nói quý vị đã ở đây. Tôi tưởng quý vị ngồi phía trước chứ, nhưng quý vị vẫn còn ở phía sau. Tôi xin lỗi. Thôi không sao. Tôi vẫn cần cảm tạ chân thành đến mọi người, ban nhà bếp. À, cảm ơn quý vị. Quý vị phải nấu cho hàng ngàn người không phải dễ. Mỗi ngày quý vị nấu giỏi quá. Tôi không biết quý vị làm thế nào, nhưng quý vị làm rất giỏi. Dường như quý vị có thần thông quảng đại. Dường như quý vị rất mạnh. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị làm việc chăm chỉ. Làm việc trong nhà bếp dường như là công việc khó nhất. Lau rửa, dọn dẹp, sửa soạn, làm việc không nghỉ tay, không thể ngừng, và cần rất nhiều nhân lực. Tất cả quý vị có đủ thức ăn không? Dạ, chúng con có đủ. Đủ hả? Dạ. Không ai đói chứ? Không à? Dạ không. Có đói không? Dạ không. Được, quý vị hiểu ha. Người Tây Ban Nha, ôi trời. À. May là tất cả quý vị thông minh. À, tôi chỉ ra hiệu đói bụng là quý vị biết hết. Quý vị hiểu nghĩa là gì liền. Được rồi. Tôi không chắc hệ thống ở đây có hoạt động tốt hay không. Tôi bảo họ cố gắng hết sức. Không thì chúng ta cứ đến Tây Hồ gần đây, cùng một tỉnh. Tây Hồ thì mình không có tòa nhà này, nhưng có kiểu như cái lều. Lều lớn và rất ấm áp. Và rồi quý vị đặt lều của mình bên trong ấm gấp đôi. Giống như tôi có cái lều bên trong và cả bên ngoài nữa. Tôi treo tấm màn ngoài mép của một khung sườn. Tôi không thể đóng đinh, đóng vài chỗ nhưng không đóng được hết bởi vì khung bằng sắt. Nên điều tôi làm là mở một cửa nhỏ. Sau đó tôi thắt nút dây, thắt thành gút lớn rồi đóng cửa và khóa nó lại. Vì vậy, dây từ phía cửa bên này cũng cùng phía với cửa bên kia và chúng giữ tấm màn lại, không đóng đinh. Tôi chỉ đặt giữa cánh cửa và khung cửa và rồi tôi đóng cửa lại. Và may là tôi có mang theo một số ghim. Biết không, ghim an toàn. Tôi mang theo rất nhiều thứ, ngay cả búa, tục vít, kềm, một số đinh,
và một số móc chỉ là không dùng được ở đây, và một số dây. Rồi tôi treo tấm màn, một miếng vải mà tôi tìm được, vì trên mái nhà rất lộng gió. Hoặc nếu không, khi tôi ở bên trong lều thì không sao, chỉ là khi tôi đi quanh đó, mọi thứ, cốc, chén, hộp cứ bay tung. Nên tôi treo vài tấm màn, chỉ để chắn gió. Nhưng nó không chắn được, nên tôi đẩy bất cứ bàn ghế nào sát vào tường, rồi nó cũng giữ được tấm màn. Phải sử dụng IQ của mình. Tôi thích vậy hơn là ở trong phòng. Trước đây tôi thích phòng hơn. Nhưng vì lúc này căn phòng chưa được sạch sẽ cho lắm. Ý nói về mặt tâm linh, nên tôi lên mái nhà ở trong lều. Tôi thích trên đó, không sao. Không có cảm giác không thoải mái hoặc phàn nàn, không gì hết. Có lều thật là tuyệt. Trước đây ở Hy Mã Lạp Sơn hoặc ở Ấn Độ, tôi làm gì có lều. Chỉ có cái túi ngủ với cây dù. Cái dù là lều của tôi. Khi trời mưa, tôi chỉ ngồi để gần sát với nhau và cây dù bên trên vẫn ổn. Tôi không biết, có lẽ thiên đàng cảm thấy thương xót vì vậy khi tôi còn ở đó trời không mưa nhiều. Và khi tôi đi đến Kashmir, trời chỉ như một màn sương. Cũng không nhiều sương lắm. Vì vậy, tôi lấy dù che mặt và đầu lại, và thế là ổn. Vì thế, tôi cảm thấy lều ở đây như là thiên đàng rồi. Cho dù lúc đó có thể mua lều, tôi cũng không thể đi bộ, mà mang mấy thứ đó suốt hành trình. Trên đường mòn Hy Mã Lạp Sơn, họ không có xe nào hết. Chỉ có ngựa và có lẽ quý vị phải đặt trước rất lâu. Tôi cũng chẳng thấy nhiều ngựa. Và cho dù có ngựa đi nữa, tôi nghĩ mình không nỡ lòng nào ngồi trên nó, bởi vì một số ngựa không được đóng móng, và móng lại bị nứt nẻ đủ thứ. Và những phu quân vác hành lý, họ cũng không có giày tốt. Những đôi dép nhựa xỏ ngón đã bị gãy làm đôi rồi. Ôi trời ơi, tôi phàn nàn với Thượng Đế, tôi nói, nếu những người này làm việc cho Ngài, sao con không thấy hành động an ủi yêu thương nào của Ngài vậy? Tại sao họ phải đi bộ trên băng đá trơn trượt với đôi dép gãy một nửa như thế và còn mang vác nặng trên đôi vai của họ nữa? Tôi đến Hy Mã Lạp Sơn. Càng đi lên, tôi càng cảm thấy không hài lòng. Lúc đó tôi có thái độ rất chống đối. Tôi nghĩ, tại sao Thượng Đế không chăm sóc họ? Giống như quý vị, cái gì chúng ta cũng trách Thượng Đế. Chúng ta quên đó là nghiệp quả. Và đôi khi, đang trên đường hành hương, đến Hy Mã Lạp Sơn, đến đầu nguồn sông Hằng, Gangotri, Gomot này nọ, tôi gặp một tu sĩ. Ông là tu sĩ Ấn Độ giáo. Ông ngồi bên lề đường chỉ với một tấm nhựa. Trên đầu là mái che. Không có vách. Chỉ đặt một cột tre. Hoặc một cột ở giữa và chỉ như thế. Không có gì khác. Nhưng ông nhóm lửa bên dưới mái che của ông. Và tôi than phiền với ông ấy. Tôi nói, tại sao người ta đi bộ suốt quãng đường rất xa, mãi từ đồng bằng, mà Thượng Đế lại không chăm sóc cho họ. Họ đến đây để tôn thờ Thượng Đế trong tâm họ, mà sao họ lại quá nghèo và quá làm việc cực nhọc trong hoàn cảnh như thế. Biết không, khối băng đá rất trơn, không chỉ có tuyết thôi. Một vài nơi chỉ toàn là băng đá, rất phẳng và rất trơn. Đó là nơi nguy hiểm nằm chờ. Tôi rất lo lắng cho mấy chú ngựa. Đôi khi ngựa không thể bám móng vào tảng băng đá và cứ loạng choạng, nghiêng ngã,
khiến tim tôi đau thắt. Và tôi thật sự xin lỗi, lúc đó tôi cảm thấy bực mình với Thượng Đế. Và vì vậy, ta than phiền với vị tu sĩ, và ông đã khai sáng cho tôi. Ông nói, cô không biết đó, chứ những người này rất đặc biệt. Ý ông nói, những phu quân vác, dĩ nhiên, những người cõng trên lưng, hoặc ngồi trên ngựa. Ông không có ý nói những người đó. Ý ông là những con ngựa, và phu quân vác những cái túi này. Họ là những vị thần đặc biệt. Họ đến để giúp những người hành hương này. Ồ, ông khẳng định quá chừng. Tôi chỉ phải nói, ồ, có lẽ vậy. Có lẽ ông khai ngộ hơn tôi. Cảm ơn ông. Và sau đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi xin lỗi Thượng Đế. Tôi nói có lẽ tôi không đúng. Nhưng điều đó vẫn làm tôi đau lòng. Nó vẫn làm tim tôi đau. Mỗi khi thấy sự đau khổ, dù ở nơi nào, thế nào và tại sao, tôi luôn luôn cảm thấy đau lòng. Nó cũng thật sự khiến trái tim vật chất này đau nhói, không phải chỉ nói đau thôi. Tôi quá nhạy cảm với thế gian này. Tôi không biết làm sao mà tôi đã sống sót suốt bấy lâu nay. Và đó là một trong những lý do mà tôi rời nhà ra đi. Vì có quá nhiều đau khổ trên truyền hình. Không thể cứ ngồi đó nắm tay chồng và xem những tin này mà không cảm thấy gì hết. Đó là cách tôi đã sống. Và cuối cùng, nó thấm sâu vào tâm mình. Và rồi, mình không muốn vui hưởng điều đó nữa. Mình chỉ muốn tìm cái gì đó lớn lao hơn, chân thật hơn. Nếu không, mình không thể giúp bất cứ ai. Tối thiểu, mình hiểu tại sao thế giới quá đau khổ. Và lúc đó, tôi không hiểu tại sao. Tôi muốn biết tại sao và làm cách nào chúng ta tránh được điều đó. Tôi chưa hề nghĩ rằng có lẽ mình giúp được bất cứ ai. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn đi tìm một cái gì đó. Cái gì đó tốt hơn là cứ ngồi trước truyền hình, nắm tay chồng và chộp lấy mấy thứ ăn vặt và thưởng thức cái này cái kia. Hoặc ngay cả bản tin tức. Cho tới khi ấy, đó là lý do đầu tiên tại sao tôi muốn rời nhà ra đi. Thôi được rồi. Hy vọng hôm nay quý vị khỏe hơn. Tôi thấy những khẩu trang này ít hơn. Quý vị khỏe hơn chưa? Dạ khỏe, thưa sư phụ. Dạ. Khỏe hơn? Dạ. Có thông dịch cho quý vị chứ? Dạ có. Tốt. Hôm nay mọi việc được tổ chức tốt hơn. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chai hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống. Nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được. Cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra khi người khác, họ nghe tới danh hiệu của chư Phật, thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Rồi, hôm qua chúng ta đọc đến
Đức Phật yêu cầu những đệ tử của Ngài và chư vị Bồ Tát cố gắng hết sức bảo vệ tất cả chúng sinh. Nhưng Ngài nói, vào thời mạt Pháp, sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả các ông cần truyền lại giáo lý của Như Lai, để tất cả chúng sinh hiểu được giáo lý. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Hãy che chở, như vậy tất cả có thể thành đạo vô thượng. Là như vậy. Đức Phật biết sau khi Ngài nhập Niết Bàn, sẽ có người nào đó hoặc bất cứ ai, hoặc rất nhiều thân thể đến. Có lẽ chỉ khoác áo cà sa, hoặc có lẽ chỉ giả vờ là Duy Ma Cật, Duy Ma Cật đệ nhị hoặc đệ tam, và giảng dạy cho mọi người giáo lý của Đức Phật mà không hiểu biết gì cả. Có lẽ chỉ đọc thôi, và có lẽ nhập định nào đó, và rồi nói chuyện vớ vẩn, hoặc dẫn người ta vào đường ác, như cách mà chúng ta bàn luận hôm qua, với hàm muốn thể xác này. Đức Phật biết điều đó. Buồn cười ha. Sau khi minh sư nào đó qua đời, họ chỉ tìm cách bắt chước, không phải đệ tử trực tiếp hoặc hậu duệ của đệ tử của vị minh sư, mà chỉ là bất cứ ai nhảy vào và nghĩ, ồ, làm tu sĩ dễ mà, chỉ cần khoác áo cà sa màu vàng. Họ không biết cuộc đời thật sự của tu sĩ là rất rất khổ hạnh, cần rất nhiều dũng khí và kỷ luật. Và quý vị không thể còn ăn thịt uống rượu mà tự xưng là tu sĩ. Đại khái vậy. Nhưng các thế hệ sau này, hậu duệ của hậu duệ của hậu duệ của đệ tử, họ không biết, không có đầu mối. Cũng giống như nhiều người khác trong thế giới ngoài kia, họ có tham vọng, họ muốn giàu có, họ muốn nổi tiếng, họ muốn được tôn sùng, những điều như thế. Nên họ chỉ lấy giáo lý của Đức Phật hoặc Chúa Giêsu, bất cứ giáo lý nào của các minh sư, và trở thành ai đó, rồi cứ nói huyền thuyền, và sau đó gây rắc rối cho người ta. Không chỉ gây rắc rối cho chính họ bằng cách tạo nghiệp xấu, và họ sẽ bị đọa địa ngục. Ý ta nói địa ngục vô gián và địa ngục bất tận, mà họ còn dẫn người khác lầm lạc rơi vào những địa ngục này. Đức Phật vô cùng từ bi. Ngài đã thấy trước tương lai của tác hại mà có thể xảy ra với những chúng sinh vô tội khác, và Ngài sẽ không có ở đó để giúp họ. Chuyện là như thế. Vậy quý vị có thể thấy nhiều dòng tôn giáo khác nhau. Người ta bắt chước các vị minh sư và làm đủ loại nghi lễ và đủ loại cách thức chỉ để lừa con người vào đó và khiến họ bận rộn chỉ với các nghi lễ vô ích, đủ thứ vô ích, lãng phí thời gian và cản trở họ đi tìm chân sư hầu được giải thoát. Vậy nên Đức Phật nói về điều đó. Lý do Ngài nói những điều này, chúng ta cũng cần phải cảm ơn vị Bồ Tát tôn kính, linh hồn cao quý của Ngài A Nan, vì đã hỏi Đức Phật. Chúng ta phải cảm tạ Ngài. Chúng tôi cảm tạ Ngài rất nhiều. Nhiều điều Đức Phật đã dạy bởi vì A Nan hỏi. Vậy, A Nan cũng có tâm đại từ bi. Nếu A Nan không hỏi, chúng ta đã không có những điều này. Có lẽ Đức Phật không nghĩ về những điều đó. Và nếu A Nan không thay mặt mẹ của Đức Phật thỉnh cầu, thì ngày nay chúng ta sẽ không có ni cô, nữ tu Phật giáo. Ai biết được, có lẽ một trong những tỳ kheo ni của Đức Phật đã trở nên khai ngộ và tiếp tục dạy rất nhiều người khác ở đó sau khi Phật nhập Niết Bàn, hoặc trong thời gian Phật nhập Niết Bàn. Phải, có một số tỳ kheo ni rất khai ngộ và cũng đã giúp một số người khác đến sau được khai ngộ. Nếu không có vị tỳ kheo ni đó, giảng giải cả đời họ và trải nghiệm của họ cho người mới, thì sẽ không có rất nhiều tỳ kheo ni khác đến tu hành và biết Phật đạo.
Vì vậy, điều đó rất tốt. Nên Ngài A Nan rất vĩ đại. Một vị Đại Bồ Tát, mặc dù ông đóng vai khiêm nhường là phụ tá, không biết quá nhiều của Đức Phật, nhưng ông thật sự có tình thương vĩ đại của Bồ Tát, của một vị Đại Thánh. Quý vị nên biết, chư Phật hoặc chư Bồ Tát không phải lúc nào cũng xuất hiện vĩ đại hoặc ngồi trên ghế cao để nói chuyện với mọi người. Họ làm nhiều cách khác nhau để dẫn dắt những chúng sinh khác nhau. Đức Phật còn nói, quý vị cần phải làm ngay cả đồ tể và kỹ nữ để quý vị có thể dẫn đạo. Hãy làm giống như họ để quý vị có thể làm bạn, thì mới nói được với họ. Có lẽ hữu hình, có lẽ trong vô hình. Ồ, trời ơi, những gì chư Bồ Tát và Đức Phật làm không sao kể hết. Thế mà chúng sinh vẫn còn mù quáng và mò mẫm trong bóng tối. Thế có bực không chứ? Tất cả bởi vì ma. Quá nhiều khảo nghiệm để vượt qua. Và không nhiều người vượt qua được. Đó là vấn đề. Nếu quý vị có thể vượt qua, tốt, nhưng thấy quá khó khăn. Một số người tự thiền hoặc tự khai ngộ và họ trở thành độc giác Phật. Họ tự khai ngộ bởi chính họ, nhưng đó là vì tiền kiếp họ có hạt giống khai ngộ rồi. Nhưng một số người, bất cứ ai chỉ nhảy vào thiền, đọc kinh Phật và tuyên bố rằng họ đã chứng thánh, thì đây là một điều rất rất nguy hiểm cho nhiều người, không chỉ cho bản thân họ mà còn cho nhiều người. Nên hãy cẩn thận với những gì mình nói. Dạ, thưa sư phụ, đừng nói với tôi nữa rằng quý vị ở đẳng cấp thứ 7, thứ 8, thứ 6, mấy thứ vớ vẩn đó. Tất cả những gì tôi hy vọng là quý vị được giải thoát, nghe lời tôi và không làm điều gì sai trái để tôi có thể câu quý vị lên cho nhanh. Thực sự tôi chỉ hy vọng bấy nhiêu thôi. Tôi không mong đợi bất cứ ai trong quý vị thành gì đó trọng đại. Nếu quý vị có thể thì tùy, tôi sẽ rất hãnh diện và vui mừng, nhưng tôi không dám kỳ vọng nhiều. Chỉ cần tọa thiền, làm người tốt. Nhưng ai biết được, quý vị có thể là Phật. Không phải quý vị không thể, chỉ là tôi không dám mong đợi. E rằng tôi rất thất vọng. Và rồi cũng thổi phồng cái ngã của quý vị nữa. Và đó là điều tôi muốn tránh. Okay, we continue now. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. A Nan, khi hành giả đang tu tập pháp chánh điện và thọ ấm đã tiêu dung, có nghĩa là họ đã biết rằng cảm xúc hoặc tâm ham muốn hoặc tham vọng nào có thể gây rắc rối và làm cho hành giả thấy nhiều thứ hoặc cảm thấy nhiều thứ, nên hành giả đã làm cho thọ ấm tiêu dung. Nghĩa là họ đã ở đẳng cấp cao hơn rồi, họ ngưng, họ không nghe, không nhìn những thứ vớ vẩn nảy sinh từ các giác quan của mình và những thứ thuộc tinh thần hoặc ngoại cảm và đủ thứ. Vậy thì mặc dù hành giả chưa đạt được, vẫn chưa đạt được sự tự do. Quý vị biết chúng ta đã đi qua bao nhiêu giai đoạn chưa? 15, 16 rồi ha. Nhưng hành giả vẫn chưa vượt qua khỏi pháp hữu lậu, có nghĩa là họ chưa hoàn toàn thuần khiết 100%. Tâm họ có thể rời thoát khỏi thân, như chim ra khỏi lồng, mặc dù họ chưa giải thoát. Từ trong thân phàm phu, hành giả đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát. Chà, hành giả đạt được ý sinh thân. A Nan, khi hành giả đang tu tập pháp chánh định và thọ ấm đã tiêu dung, mặc dù họ chưa vượt khỏi pháp hữu lậu, nghĩa là họ vẫn còn khiếm khuyết sai lầm, nhưng tâm họ có thể rời thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng,
nghĩa là họ lúc nào cũng có thể nhập định và rời khỏi thân thể. Từ trong thân phàm, hành giả đã có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ Tát. Hành giả đạt được ý sinh thân. Và có thể đi đến tự tại mà không bị ngăn ngại. Đây giống như người nói mơ khi ngủ. Mặc dù họ không biết họ đang nói, nhưng lời nói của họ rõ ràng. Giọng nói và ngữ điệu đều vẫn mạch lạc, nên những người thức đều có thể hiểu lời họ đang nói. Đây là phạm vi của tưởng ấm. Họ đã thoát khỏi phạm vi của thọ ấm và sắc ấm, nhưng họ đi vào phạm vi của ấm khác. Nó được gọi là tưởng ấm. Được rồi, tiếp tục. Nếu hành giả hết động niệm và tiêu trừ sạch tư tưởng dư thừa, như thế họ đã làm sạch ô trược, như thế họ đã tẩy sạch ô trược khỏi tâm khai ngộ sáng suốt, khi đó họ hiểu rõ ràng hoàn toàn về sinh tử của tất cả mọi loài chúng sinh từ đầu đến cuối. Đây là tưởng ấm tiêu dùng. Khi đó, hành giả có thể vượt khỏi phiền não trược, quán xét lại nguyên do của tưởng ấm. Hành giả thấy rằng vọng tưởng dung thông là nguồn gốc của nó. Bây giờ họ sẽ biết điều đó. Hoặc ai đó khai ngộ hơn họ thấy rằng vọng tưởng dung thông, tư tưởng sai lầm là nguồn gốc của nó. Anan, trong sáng suốt và vi diệu vô ngại, sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả này không còn vướng mắc các tà lự và thể nghiệm định sáng suốt viên mãn. Trong chánh định, tâm mong cầu được sự sáng suốt viên mãn. Họ nên thúc bách tư tưởng tập trung khi tham cầu thiện xảo. Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện. Họ có thể đi qua 60 trạng thái khai ngộ mà vẫn rơi vào cạm bẫy của ma. Hồn nó nhập vào thân thể người khác và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết là bị ma nhập, tự cho rằng mình đã chứng được Niết Bàn vô thượng. Khi ma đến gặp hành giả mà mong cầu thiện xảo, y trải tòa rồi thuyết pháp. Trong chốc lát, y hiện thân là tỳ kheo, khiến cho hành giả được thấy, hoặc y hóa làm đế thích. Có nghĩa là thiên đế, một trong những thiên đế của 33 thiên đàng, hoặc làm phụ nữ, hoặc tỳ kheo ni, nghĩa là nữ tu, hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi y nằm ngủ trong phòng tối. Vậy đây không phải là cái người đang tu hành, mà là ma nhập vào người khác, và rồi xuất hiện đến hành giả này trong thiền định hoặc lúc thường, và rồi hiện ra như y là một vị Bồ Tát hoặc một tu sĩ hoặc nữ tu, rồi nói với hành giả này nọ. Bởi vì người này là ma hoặc quỷ, dĩ nhiên có một số lực lượng nên khi nằm ngủ, y thậm chí phát ra ánh sáng đủ thứ. Vì vậy, người khác sẽ nghĩ, ồ, hẳn là một vị thánh. Điều này có xảy ra. Một số người có điều đó trước đây. Trước nơi đây, không phải ở đây, mà ở Đài Loan, Formosa, có một người đang ngủ và không có điện, nhưng rồi cả phòng sáng bừng lên.
The room is Brighton. Hành giả có nghĩa là người mong cầu thiện xảo. Meaning the one that has been seeking cleverness. Trong khi thiện, hành giả ngu mê, lầm nghĩ rằng người kia là một vị Bồ Tát, cái người phát ra ánh sáng khi nằm ngủ trong phòng tối. Hành giả tin lời giáo hóa của người kia và tâm bị dao động. Họ phạm. Vì vậy, tâm hành giả bị lừa. Bởi vì họ tin vào loại ma quỷ này, ma mà nhập vào người kia và phát ra ánh sáng, rồi giảng nói pháp và đủ thứ, phát ra ánh sáng trong phòng tối. Tất cả chúng ta sẽ nghĩ rằng người đó hẳn là thánh, đúng không? Nếu chính chúng ta thấy điều đó, mình sẽ nói, ồ, thật phi thường. Nhiều người tin điều đó. Có chuyện như vậy xảy ra ở Đài Loan, Formosa, đã xảy ra. Tôi không biết có còn xảy ra hay không, nhưng đã xảy ra. Và người ta rất tin vào người đó. Cho nên, hành giả thiền và đã đi qua rất nhiều giai đoạn rồi mà vẫn còn cầu mong thiện xảo. Nên hành giả này đã bị người ma nhập giảng pháp. Và bây giờ hành giả nghĩ rằng người ma nhập đó là một vị Bồ Tát, nghĩa là một vị thánh. Chính vì thế, người gọi là Bồ Tát này đang giảng pháp cho hành giả và rồi họ tin vào y, nên tâm hành giả dao động. Nên hành giả phạm giới luật đạo đức của Phật. Ồ, thật tệ. Không chỉ bị lừa, mà còn phạm giới luật và lén lút làm chuyện tham dục. Nhiều dục vọng, bất cứ gì hành giả ham muốn, đều thực hiện, đắm chìm trong đó. Thế thì, cái người kia ưa nói tai ương quái dị, y có thể nói Như Lai đã xuất hiện trên thế gian ở một nơi nào đó. Y có thể nói về những hỏa hoạn hoặc chiến tranh thảm khốc làm người ta sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán tài sản. Đây là giống quỷ quái, tuổi già thành ma. Y quấy rối người tu hành, nhưng khi quấy phá chán rồi, nó sẽ rời bỏ thân người ấy. Lúc đó, cả thầy lẫn trò đều sa vào lưới pháp luật. Khi ma nhập vào người khác, không phải nhập vào thiền giả cầu mong thiền xảo, mà ma nhập vào người khác, người thứ ba. Và rồi y đến dạy thiền giả cầu mong thiền xảo này. Và y giảng rất nhiều điều, và cũng nói nhiều điều. Và nhiều người tin vào y, đi theo y. Và con ma này, hoặc con quỷ này, chơi chán rồi y bỏ đi. Và rồi, người bị ma nhập trước đó trở thành con số 0. Và người gọi là đệ tử, tức là thiền giả, cả hai người họ lại trở thành con số 0. Hoặc bị hút hết năng lượng, sức mạnh, lực lượng và đức tin, hay bất cứ gì, và họ tiếp tục làm những điều xấu. Bởi vì người gọi là thầy đã dạy hành giả điều đó. Cả hai tiếp tục làm những việc xấu, nhưng do không có lực lượng bảo vệ của con ma đó, cả hai sẽ xa lưới pháp luật. Có lẽ trước đó, khi con ma vẫn còn ở đó, y sẽ ngăn chặn bất cứ lực lượng nào đến. Nhưng sau khi con ma bỏ đi, mà họ vẫn tiếp tục làm những việc xấu với dục vọng, thì sau đó, chính phủ sẽ bắt họ. Ông hay là Anan, Phật tiếp tục dạy, ông phải nên biết trước điều này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu ông mê lầm, không hiểu biết, ông sẽ đọa địa ngục vô gián. Còn thêm nữa, trời ơi, thiền không hẳn an toàn đâu, nếu quý vị không biết cách. Quán âm là an toàn nhất rồi, trừ khi quý vị vẫn đi dính dáng với những con ma địa phương.
Và những loại như vậy trong đôi khi người địa phương làm mấy thứ ở đó để thờ thần thổ địa nào đó. Và nếu quý vị đến thờ họ, đôi khi họ nhập vào quý vị nếu họ thích quý vị. Và rồi nếu quý vị đi tìm những cảnh giới cao hơn khác với mình sư khác thì họ sẽ gây khó khăn cho quý vị. Như người đặt câu hỏi hôm qua, lỡ như quý vị gặp vấn đề đó, lỡ như quý vị đã đến thờ thần nào đó thấp hơn, thần nơi nào đó, và họ nhập vào quý vị, thì chỉ cần nói rằng, tôi là đệ tử của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nếu quý vị để tôi yên, Ngài có thể giúp quý vị để nâng cao địa vị của quý vị. Nếu quý vị tiếp tục hại tôi, và cho dù tôi bị hại, quý vị sẽ không được lợi ích gì. Vậy nên quý vị để tôi yên. Và tôi tu hành thì tôi có thể chia sẻ một số công đức với quý vị. Và tôi có thể cầu nguyện sư phụ tôi để giúp quý vị. Hiểu không? Vậy thì họ sẽ ngừng làm quý vị nhức đầu. Đừng coi thường họ hay gì cả. Chỉ cần nói cảm ơn quý vị đã giúp tôi bấy lâu nay. Hoặc sau đó ở bên tôi, giúp đỡ tôi bằng bất cứ cách nào. Nhưng tôi muốn học với sư phụ Thanh Hải. Chỉ cần để tôi yên. Và quý vị sẽ được lợi ích. Tốt hơn là hại tôi. Rồi, lại nữa, Anan, Đức Phật nói, trong sự sáng suốt và vi diệu vô ngại, sau khi tỏ ấm tiêu dung, hành giả này không còn vướng mắc các tà lự và thể nghiệm định sáng suốt viên mãn. Trong nhập định, tâm họ thích dạo chơi, nên họ để tư tưởng vi tế bay ra khi tham cầu, đi nhiều nơi, vẫn còn tham vọng, vẫn chưa dừng lại. Lúc đó, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, hồn nó nhập vào người khác và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Dĩ nhiên y không thể giảng giải rõ ràng, chỉ là vì người nghe không hiểu, không biết, cho nên nói bất cứ gì cũng được. Có rất nhiều chứng cứ. Quý vị có thể thấy khắp nơi người ta đi giảng đạo và nói lặp lại kinh điển, lặp lại kinh thánh, hoặc bất cứ giáo lý nào của các vị minh sư quá khứ. Mặc dù họ không hiểu hoặc họ chỉ giảng giải vớ vẩn, thế mà rất nhiều người vẫn đến và theo, cúng dường đủ loại tài sản, tiền bạc và tôn thờ họ. Quý vị có thể thấy điều này trên khắp thế giới. Chúa Giêsu cũng cảnh báo chúng ta. Hãy coi chừng chó sói, đội lốt, cừu nó. Vì vậy, người bị ma nhập, dĩ nhiên họ không biết. Họ đã bị bịt mắt, cám dỗ hoặc mê hoặc bởi lực lượng của thiên ma. Nhớ đấy, ma từ thiên đàng rất mạnh, không phải chỉ là ma thường ở chỗ cúng kiến bé nhỏ tại địa phương của quý vị, ngoài góc phố nào đó, không, từ thiên đàng. Vậy tưởng tượng xem, y mạnh đến nhường nào, ít nhất cũng mạnh hơn chúng ta là người trong thân thể người. Nhưng nếu quý vị thành thật, giữ giới luật đạo đức, ít nhất là năm giới, như thế đủ tốt rồi. Không ma nào có thể chạm vào quý vị. Và đừng tôn thờ bất cứ ai ngoài trừ Thượng Đế. Cho dù quý vị không tìm thấy vị minh sư nào cả, nếu quý vị không tin tôi, thì chỉ cần thờ Thượng Đế thôi. Thượng Đế toàn năng, hoặc Phật, ý ta nói Phật chân chính trong tâm mình. Quý vị chỉ cầu có vị Phật chân chính để thờ. Có lẽ Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, hoặc Thượng Đế toàn năng, hoặc Chúa Giêsu trong tâm mình. Quý vị giữ vững điều đó. Nếu quý vị có bao giờ nghi ngờ tôi hoặc ra khỏi đây hoặc ra khỏi nhóm của tôi, thì hãy tin vào Thượng Đế, tin vào Phật. Đừng đi thờ thần nào thấp hơn, hoặc ngay cả các vị thần từ thiên đàng. Họ có thể dẫn quý vị lạc lối và quý vị sẽ gặp rắc rối. Thà không có minh sư nào, hoặc bất cứ thần nào hay gì cả. Chỉ cần thờ Thượng Đế cho đến khi quý vị biết rõ mình muốn theo ai. Ai là người xứng đáng với lòng tin của quý vị. Thà không có ai,
Bằng không quý vị sẽ bị dẫn đi lạc và rồi quá muộn, quá trễ để quay lại. Nói quý vị biết, đời quý vị quý báu, nếu mất kiếp này thì không bao giờ biết khi nào quý vị sẽ có lại được. Không bao giờ biết khi nào quý vị mới tìm được minh sư lần nữa. Ý tôi nói các bậc chân sư. Nhiều minh sư khai ngộ nhưng trình độ tới đâu? Một số chỉ ở cảnh giới thứ ba hoặc cảnh giới thứ tư. Thứ tư không đến nỗi kém. Đa số chỉ mới cảnh giới thứ ba. Họ cũng khai ngộ, không phải là không khai ngộ nhưng chưa đủ. Chưa đủ để giải thoát cho quý vị. Một số vị thầy của tôi trước đây, tôi phải giúp họ để mang họ lên cảnh giới cao hơn. Ít nhất lên cảnh giới thứ tư. Có lẽ không thể lập tức mang lên cảnh giới thứ năm, nhưng thứ tư họ được giải thoát. Vì tôi cũng cảm ơn họ đã giúp tôi, đã thương tôi, đã cố gắng hết sức của họ. Họ đã dạy tôi tất cả những gì họ biết. Có lẽ họ chỉ biết từng đó thôi, nhưng họ đã hết lòng dạy tôi. Ít ra họ không dẫn tôi đi lạc lối nơi nào đó, đi thờ ma quỷ hoặc một số thần thông. Ít ra là vậy. Bây giờ hãy nhớ rằng Thượng Đế, Chư Phật, Chư Bồ Tát, các bậc giác ngộ thánh thiện hiện hữu khắp nơi, khắp mọi nơi. Ý tôi là khắp nơi, dù quý vị ở đâu. Tinh hoa linh hồn, thánh linh của các ngài luôn ở khắp mọi nơi. Nếu quý vị thành tâm cầu nguyện, các ngài sẽ giúp quý vị. Nếu quý vị không có minh sư nào, thì hãy thành tâm cầu nguyện, sửa đổi cách sống, ăn thuần chay, giữ đạo đức tốt như quý vị biết, từ nhà thờ, hoặc từ chùa Phật giáo, hoặc từ chư Phật, hoặc từ giới luật tôn giáo khác. Nếu quý vị không tin tôi, vì lý do nào đó, hãy là người tốt, trì giới, thờ Thượng Đế và Chư Phật. Không thờ thần, thần linh thấp hơn hoặc bất cứ gì tương tự. Họ có thể hại quý vị và đổ quý vị không thể thoát ra được, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của họ. Và ngay cả sau này, nếu quý vị đi tìm minh sư nữa, họ sẽ gây rắc rối cho quý vị. Họ làm được bởi vì quý vị đã kết nối với họ rồi. Quý vị thờ họ và họ đã chế ngự quý vị rồi. Bây giờ quý vị muốn bỏ họ sao? Oh, không dễ như thế. Ta sẽ cho người thấy ai là kẻ mạnh. Trong thân thể con người, quý vị bất lực. Cho nên chỉ cần bám vào giáo lý thanh tịnh. Thành ra khi vị đạo sư thứ 10 của đạo sĩ Vãng Sinh, ngài nói, chỉ cần tin Guru Granth Sahib, giáo lý của những đạo sư thuộc đạo sĩ thời quá khứ, vì ít nhất nó thanh tịnh, nó sẽ không dẫn quý vị lạc lối. Nếu không tìm được minh sư, quý vị thờ kinh đó, vì lúc đó ngài không thấy có minh sư nào trên địa cầu. Hoặc có lẽ ngài không thể thấy, có lẽ minh sư chưa xuất hiện như một minh sư. Có lẽ chỉ mới sinh ra, hoặc có lẽ chỉ sẵn sàng nhưng chưa chính thức. Vì vậy, ngài nói hãy thờ Guru Granth Sahib, nhưng đó là cho hậu duệ trực tiếp, đệ tử trực tiếp, và có lẽ hậu duệ của đệ tử, nhưng không phải sau đó. Sau đó quý vị phải tìm một minh sư cùng một lý do mà quý vị đã đi tìm vị đạo sư thứ 10, đạo sư, hoặc đạo sư Ramdas, đạo sư Nana, cùng một lý do khiến quý vị đã tìm các minh sư này. Cùng một lý do quý vị tiếp tục phải tìm minh sư khác, chứ không chỉ dựa vào giáo lý. Nhưng nếu không tìm được thì quý vị phải nương tựa vào giới luật. Nào, tiếp tục. Người này vẫn phạm giới luật của Đức Phật và chìm đắm trong tham dục. Người kia, nghĩa là người bị ma nhập, ưa nói rằng Chư Phật đang xuất hiện trên thế gian. Họ nói rằng ở nơi nào đó có một người thực sự là hóa thân của một vị Phật, hoặc họ nói có một người là vị Bồ Tát như thế đã đến để giáo huấn loài người. Những người chứng kiến điều này tràn ngập lòng ngưỡng mộ. Tà kiến của họ nhân lên và chủng trí bị tiêu diệt. Thật kinh khủng khi người nào đó nói như thế, làm hại rất nhiều linh hồn. Đây là loại bạc quỷ, tuổi già thành ma. Nó quấy rối người tu hành.
Nhưng khi nó đã nhàm chán, nó sẽ rời khỏi thân người kia. Khi ấy, cả thầy lẫn trò đều sa vào lưới pháp luật. Vì họ tiếp tục làm những việc xấu, hưởng thụ dục vọng thấp kém, bất kể nguyên tắc đạo đức, hoặc bất kể pháp luật. Dĩ nhiên, sau khi con ma rời đi, họ không còn lực lượng nữa. Thì cuối cùng, pháp luật sẽ bắt họ. Không chỉ dẫn người ta đi sai đường, mà còn gặp rắc rối với pháp luật. Trời ơi, nói quý vị nghe, mọi người đều là nạn nhân. Nói quý vị rồi. Các ông nên biết việc này. Có nghĩa là Anan và Pháp hội của Phật, các ông nên biết trước việc này thì khỏi bị vướng vào vòng luân hồi. Nếu ông mê lầm không biết, nghĩa là Anan, bởi vì Anan hỏi Ngài, ông sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Trời ơi, Đức Phật có rất nhiều sinh lực. Ngài nói tất cả điều này với Anan. Tôi không biết. Chúng ta phải chia bài giảng này thành 3 ngày, 4 ngày. Thế mà Ngài vẫn tiếp tục. Tôi không biết Ngài dạy Anan điều này trong bao nhiêu ngày. Tôi không rõ Ngài dạy Anan trên trần gian hay Ngài dạy trong cõi Atula. Và rồi khi Anan trở lại, Anan đã viết xuống hoặc kể cho mọi người nghe. Làm sao một vị Phật với thân thể vật chất có thể dạy nhiều như vậy? Nhìn đây, tôi đã cắt 20 trang thần chú rồi. Nó vô ích cho quý vị. Quý vị không thể tụng hết tất cả. Thế mà Ngài vẫn tiếp tục. Có lẽ Ngài chỉ nói, được rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi và ăn trưa và ngày mai trở lại. Không à, vì Ngài cần phải đi ra ngoài khất thực, phải không? Có thể trong ngày mưa, mùa an cư kiết hạ. Cho nên Đức Phật có thời gian mỗi ngày, cả ngày để giáo huấn họ và không đi ra ngoài khất thực vào mùa mưa. Trời mưa rất nhiều, Đức Phật không để các tỳ kheo đi ra ngoài khất thực. Nhưng vào lúc đó, Ngài đã có rất nhiều đệ tử rồi, nên thay vào đó, họ mang thức ăn và nhu yếu phẩm đến. Tôi đoán hoàn cảnh là như thế. Vì trời mưa, bà tăng sĩ thông thường chỉ có một bộ quần áo, một tấm chăn và một bình bát. Hoặc thậm chí có hai bộ, nhưng nếu mỗi ngày cứ đi ra ngoài khất thực, quần áo họ sẽ không thể khô được. Tôi biết điều đó, bởi vì khi còn ở Himalapsan, tôi chỉ có hai bộ quần áo, bình sát. Và trời không mưa hay có mưa, nó cũng ướt rất nhanh. Và tôi rất sạch sẽ nên thói quen khó bỏ, biết không? Trong đời tôi, bất cứ nơi đâu, tôi đều giặt quần áo sạch sẽ. Nếu có đốm nào, bất cứ vết nào, tôi chịu không được. Tôi giặt ngay lập tức, nên ở Himalapsan đôi khi trời mưa, đôi khi không mưa, nhưng vì tuyết tan. Và lúc nào tôi cũng đi, và bùn bắn lên từ chân tôi, hoặc từ người khác đi bên cạnh, hoặc từ chân ngựa, bắn lên bộ bùn giáp trắng của tôi. Tôi mặc hai bộ màu trắng, bằng vải cô tông rẻ tiền màu trắng, và vào buổi tối, ai nấy đều không thể đi nữa, vì họ phải dừng lại để ăn hay làm gì đó. Tôi không nhớ tôi ăn ở đó như thế nào. Không nhớ tôi có bao giờ ăn không nữa. Chúng ta đã làm thế nào nhỉ? Tôi không nhớ đến chuyện ăn uống. Thôi, không quan trọng. Nhưng những người khác đi hành hương, không biết sao họ tìm được thức ăn. Tôi không nhớ tìm thế nào. Không ai nấu ăn ở đó cả. Và rồi chúng tôi đi và dừng chân trong nhà bùn, sàn bùn này nọ, nhưng quần áo của tôi dính vài vết đen do bùn. Tôi giặt. Rồi nó không khô được. Thế là ta mặc bộ kia. Nhưng chỉ ngày đầu tiên là đồ khô thôi. Ngày thứ hai, thứ ba, quần áo lúc nào cũng ẩm ướt và tôi chỉ mặc vậy thôi. Ta mặc đồ ướt. Không hẳn là ướt sũng vì ta treo nó sau ngọn lửa. Lửa mà người hành hương trả tiền mua, tôi không trả nên ta treo đằng sau người ta. Và không biết sao, nó không còn ướt sũng nữa. Đồ vẫn còn ướt, tôi cứ mặc vậy thôi. Và sau khi đi bộ một lúc, nó tự khô. Có lẽ đó là lý do anh chàng, người Ấn Độ muốn kết hôn với tôi. Anh ấy nghĩ tôi có vẻ như vĩ đại, có thần thông, mạnh mẽ, nữ siêu nhân hoặc ai đó. Đâu phải thế, tôi chỉ mù thôi. Không thấy gì chung quanh hết, ngoại trừ ước muốn nhận biết chân lý. Mù, thật sự mù. Và tâm tôi trống không, tôi nghĩ vậy.
Ở Đức, nếu là vợ bác sĩ thì quý vị là ai đó rồi, không tệ lắm. Tôi đã rời bỏ đời sống đó, đi bộ một mình như thế, hai bộ quần áo, và mặt khi còn ẩm ướt rồi nó khô trong tức tắc. Vì vậy, họ nghĩ có lẽ tôi có lửa tam muội, giống như nhiệt đan điền, mà có thể làm khô thân thể các tu sĩ hoặc đạo sĩ ở Hy Mã Lạp Sơn. Họ có thể làm thế. Họ làm khô quần áo với thân nhiệt của họ. Họ không có máy sấy hoặc máy làm khô quần áo, không có như chúng ta. Và họ không có nhiều quần áo. Nên họ phải học để tự làm khô quần áo bằng thân nhiệt của chính họ. Tôi đoán có lẽ họ đã truyền một ít, một vài thần thông này cho tôi. Tôi không học những thứ đó. Chỉ là không có lựa chọn. Khi không có lựa chọn, có lẽ mình có thần thông để làm khô quần áo. Vải cô tông không dày lắm. Vì vậy, nếu tôi mặc một lúc, thì nó khô. Rất tiện. Sống ở đó rẻ làm sao? Ngày nay, quý vị phải trả tiền cho bột giặt, cho máy giặt, máy sấy quần áo, cho máy làm khô, vân vân. Trời ơi, họ phải trả rất nhiều, rồi thỉnh thoảng họ lại phải lau chùi nó. Tôi không biết đời sống văn minh có tốt hơn đời sống ở Hy Mã Lạp Sơn hay không. Đời sống mà tôi đã sống, không biết đời sống nào tốt hơn. Tôi không biết đời sống nào thoải mái hơn, thuận tiện hơn. Nhưng không phải như mọi thứ đều lãng mạn. Đi bộ và rồi mình phải đi tìm phòng vệ sinh. Đôi khi ở nơi hoang dã, quý vị nghe thấy tiếng động và quý vị sợ hãi một số thú hoang. Ngoài ra, đôi khi không tìm được thức ăn. Bây giờ tôi nhớ có một lần. Chỉ duy nhất một lần tôi nhớ thức ăn là gì. Và lúc tôi đi vào một gian hàng nhỏ, có rất nhiều người hành hương mà người ta chỉ bán có nửa thùng bột. Quý vị biết, bột mà họ làm bánh chapati thuần chay đó. Và tôi chỉ mua được một cái bánh chapati. Và như vậy đã là may mắn rồi. Những người đến sau, chỉ còn thùng trống không, hết rồi. Chỉ là cậu bé từ thôn làng nào đó, cậu chỉ có một nửa thùng bột làm bánh, ngon tuyệt trần. Ồ trời ơi, tôi chưa bao giờ nhớ ở đâu mà có bánh ngon như thế. Tôi chỉ nhớ lúc đi xuống từ Hy Mã Lạp Sơn mua được cái bánh đó. Còn mấy chỗ khác, tôi không nhớ làm sao tôi có được thức ăn. Tôi không nhớ mình có ăn không. Tôi thật sự không thể nhớ. Chỉ lúc đó, chỉ một lần đó, vì nó ngon quá. Rồi tôi hỏi mua thêm, nhưng họ không còn nữa. Quá ngon. Cho nên không phải như được quý vị lấy cây gậy làm giống sư phụ có cái túi ngủ, hai bộ quần sáp, rồi quý vị đi bộ ở đó và có lẽ người nào đó muốn kết hôn với quý vị đại khái như vậy. Không phải như thế đâu. Đôi khi đường rất khó đi và nếu không cẩn thận, quý vị rơi xuống và chết. Bởi vì nơi đó rất dốc, một số nơi là những rặng núi cao và phía dưới là dòng sông hoặc khe núi hay gì đó. Quý vị có thể chết bất cứ lúc nào. Đồng thời, vì băng đá rất trơn. Vậy đừng bắt chước nhé. Tôi không khuyên làm vậy, thật sự không. Tôi không biết quý vị có sống sót được quá vài ngày hay không, bởi vì hoàn cảnh rất khắc nghiệt. Chứ chưa nói đến việc bị rơi từ vách đá xuống hoặc tương tự. Tôi không khuyến khích điều này. Nghe thì rất lãng mạn, thấy dễ và dường như dễ, nhưng không đâu. Vậy nên nếu quý vị đi đến đó, đừng nói rằng sư phụ đã khuyến khích hoặc vì sư phụ khuyên. Không, không, tôi không khuyên. Tôi đã đi đến đó, mang quà này về cho quý vị. Quý vị có nó ở ngay trong phòng ngủ. Đừng đi bất cứ nơi đâu. Đừng đi đến Hy Mã Lạp Sơn, ở đó rất nguy hiểm. Nếu không tin tôi, quý vị hỏi anh Ấn Độ này xem tất cả người Ấn Độ có nghĩ đó là nơi nguy hiểm hay không. Anh nói cho họ biết đi. Anh nói cho họ đi. Đó là lý do con đi đường tắt. Đường tắt. Anh hãy kể cho họ nghe chi tiết về người Ấn Độ, họ nghĩ thế nào nếu anh đi. Quý vị không biết mình đi về đâu và quý vị không biết đi theo thầy nào. Quý vị không biết tìm thầy nào, ở đó không có đường đi, không gì hết. Nên mỗi ngày tuyết rơi và đường phủ đầy tuyết. Và vì thế tôi vẫn còn ngạc nhiên.
Bằng cách nào sư phụ nhỏ nhắn này đã trở về an toàn? À, tôi cũng ngạc nhiên. Bây giờ khi tôi đã biết về điều đó, hồi đó tôi thật sự không biết. Ý nói tôi có nghe về điều đó, nhưng khi mình nghe thì như truyện tiểu thuyết. Giống như khi xem gì đó trên truyền hình, mình không nghĩ gì nhiều cả. Nhưng khi quý vị đi đến đó thì lại khác. Cho dù tìm thấy một vị thầy, ai ai cũng nhìn có vẻ như thật sự khai ngộ, nhưng quý vị không thể tìm ra sự khác biệt. Đúng thế, nhiều người gọi là sư, hoặc các thầy khác cứ đến và nói với tôi là đạo sư, tôi sẽ dạy cô điều này, tôi sẽ dạy cô điều nọ, đúng thế. Và sau khi tôi ở lại với họ vài ngày, tôi biết đó không phải là điều tôi muốn. Tôi cũng không biết tôi đã trở về đây bằng cách nào, không phải chỉ tìm minh sư thôi, mà còn đường đi, đủ thứ, đều rất khó khăn. Mọi tiện nghi mà quý vị nghĩ mình có thể mua, bởi vì quý vị có tiền, đều không đúng. Thậm chí, quý vị đem theo rất nhiều vàng bạc hoặc tiền vẫn không thể mua thức ăn ở đó, không thể tìm được khách sạn hoặc những thứ như thế. Như anh đó nói, ở đó không có đường đi. Quý vị thậm chí không biết đường nào. Và rồi, những con đường đều phủ đầy tuyết và băng đá. Làm ơn đừng đi nhé. Thưa sư phụ, ngài đã đi đến Manasapara chưa ạ? Họ nói về thiên thần đến và tôi đã đi đến nhiều nơi. Tôi không thể nhớ nhiều. Manasarovar đó là cái hồ phải không? Dạ phải, đó là nơi quý vị tắm và trở thành bất tử phải không? Đó là hồ thiên đàng và vào ban đêm thiên thần đi xuống và... Anh đi đến đó chưa? Không ạ, con không dám. Tại sao không? Nơi đó rất nguy hiểm và mạo hiểm. Có lẽ khi con về già, chỉ đến để xem, con sẽ thuê trực thăng và đi. Nếu anh có trực thăng... Trực thăng có lẽ là giải pháp tốt nhất. Vậy thì anh không phải đi bộ trên con đường nguy hiểm hoặc đường trơn trượt. Nhưng trực thăng không phải lúc nào cũng an toàn trong thời tiết ở Hy Mã Lạp Sơn, đôi khi thời tiết thay đổi đột ngột. Trước đây chúng con đã từng có những ý tưởng đó để tham quan các địa điểm. Bây giờ mình không phải đi bất cứ nơi đâu. Và sư phụ ở đó, như vậy là đủ. Ở đó cũng chẳng có gì nhiều để quý vị có thể tìm kiếm. Tất cả đều rất tuyệt vời cho những kỷ niệm đẹp để khích lệ người ta tu hành. Và cũng tốt nếu quý vị muốn xem cho thỏa mãn, nhưng không có gì nhiều lắm để quý vị có thể học hỏi. Rất nguy hiểm. Ở Hy Mã Lạp Sơn có cọp không? Dạ không. Gấu thì sao? Dạ có gấu. Lớn ha. Dạ. Dù là người cao lớn nhất ở đó, gấu vẫn lớn hơn quý vị. Và nếu họ gầm lên, hồn vía quý vị lìa khỏi xác mà không cần thiền. Không cần sư phụ. Họ chỉ gầm lên và đến gần quý vị. Và rồi linh hồn quý vị tự động rời khỏi dễ dàng. Nhắc là khi quý vị đi ra ngoài ở nơi hoang dã, tìm một chỗ riêng tư để làm chuyện riêng của mình. Ôi trời ơi! Không phải lãng mạn vậy đâu. Rồi tiếp tục, hành giả ở trong trạng thái định tốt, nhưng họ vẫn còn tham lam. Không phải về lòng tham, nhưng có lẽ quá nôn nóng, quá cuồng nhiệt. Muốn tìm sự hợp nhất, đồng nhất tâm linh. Và vì vậy hành giả làm rõ ý nghĩ tập trung khi họ tham cầu sự hợp nhất. Hợp nhất với Thượng Đế hoặc Đấng Thiên Liêng hay ai đó, thậm chí điều đó cũng không tốt. Quý vị cứ để mọi việc diễn tiến tự nhiên, như vậy tốt hơn là thúc ép. Vì nếu quý vị quá tham lam kiểu như vậy hoặc quá cuồng nhiệt, tìm kiếm hợp nhất với Thượng Đế khi quý vị chưa sẵn sàng, thì thiên ma được cơ hội thuận tiện. Hồn nó nhập vào người khác và dùng miệng người ấy để đến giải thích với quý vị. Nếu theo tôi, quý vị sẽ được hợp nhất với Thượng Đế, v.v. Tương tự, nếu quý vị minh sư nào nói với quý vị như vậy, người này không biết họ thực sự bị ma nhập. Đây là người thứ ba, không phải là thiền giả, lại tự cho rằng mình đã chứng được Niết Bàn vô thượng. Khi y đến gặp, hành giả mong cầu hợp nhất, y trải tòa ngồi giảng pháp cho hành giả. Thân thể hành giả lẫn thân thể của những người nghe pháp, dù bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng y làm cho tâm của thính giả trở nên khai ngộ. Thậm chí trước khi họ nghe y nói,
Vì vậy, họ trải nghiệm sự thay đổi trong từng ý niệm. Họ có thể có túc mạng thông hoặc tha tâm thông. Đây là những gì mà chúng ta gọi là đọc được tư tưởng của người khác, một trong những lực lượng mà quý vị có thể đạt được qua thiền định. Nhưng điều này chẳng có gì to tát cả. Quý vị có thể có khả năng đó để dùng, có thể dùng nếu điều khiển được nó bằng không. Suốt ngày quý vị sẽ bị quấy rầy bởi tư tưởng của những người khác. Quý vị sẽ phát điên. Không tốt, không tốt. Một lần, ma đã thử điều đó với tôi. Y làm to nghe người ta nói chuyện. Thấy người ta làm nhiều việc từ miền đất xa, rất xa. Tôi nói, ồ, đi chỗ khác chơi. Cút đi. Ta không tìm thứ rẻ tiền này đâu. Tôi nói, trò chơi rẻ tiền. Ồ, ma thử nhiều cách để mê hoặc quý vị, khiến quý vị đi lạc lối, ra khỏi mục đích cao thượng của mình. Vậy, họ thậm chí thấy địa ngục hoặc biết những việc tốt và xấu trong cõi người. Họ có thể nói kệ hoặc tụng kinh. Mọi người đều vui vẻ và cảm thấy họ đã đạt được điều chưa từng có. Thấy đó, tất cả từ ma thuật mà ra. Hành giả ngu mê suy nghĩ lầm rằng người kia, biết không, người giảng pháp là Bồ Tát, người bị ma nhập đó. Quý vị thấy ma quỷ mạnh mẽ như thế nào? Rất mạnh mẽ. Vì vậy, chúng ta thật sự rất yếu đuối đối với đủ loại lừa gạt, đủ loại sai lạc. Thật sự kinh hoàng. Thành ra, nói quý vị biết, tôi cảm thấy thương cho mọi người, ngay cả những tội phạm tệ nhất. Ai biết được, có lẽ ma quỷ nhập vào và khiến họ làm những việc như thế. Điều đó có xảy ra. Đôi khi, phạm nhân đã làm gì đó và khi họ thoát khỏi trạng thái bị ma nhập đó, họ không nhớ họ đã làm gì. Nhưng dĩ nhiên, cảnh sát sẽ không tin họ. Đó là vấn đề. Tôi thật sự thấy thương xót. Tôi cảm thấy tất cả mọi người, tất cả chúng sinh trên địa cầu đều là nạn nhân của thứ gì đó, của một số ảnh hưởng bởi các chúng sinh khác, bởi người khác hoặc bởi ma quỷ. Thành ra, tôi thật sự thương xót họ. Nếu tôi có thể chết 10.000 triệu lần để mọi người được nhẹ nhõm, tôi sẽ chết ngay lập tức, không chút đắn đo. Bởi vì tôi cảm thấy chậm quá. Dù các vị minh sư đến rồi đi, chúng sinh vẫn còn đau khổ trong bóng tối. Không có cách nào các ngài có thể làm cho mọi người thoát khỏi ảnh hưởng của ma. Và họ đau khổ quá nhiều, đời đời kiếp kiếp. Bởi vì hành giả tin người bị ma nhập giảng đạo đó là Bồ Tát, tâm hành giả trở nên vướng vào dục vọng. Họ nói yêu thương ở đây, nhưng không có nghĩa là tình thương, mà là một kiểu ràng buộc về thể xác và dục vọng, nên hành giả phạm giới luật đạo đức của Phật. Thành ra ta nói dục vọng, ta không nói yêu thương, bởi vì nếu quý vị có tình thương trong tâm cho tất cả chúng sinh, cho tất cả những người đau khổ, thì quý vị sẽ không phạm giới luật của Đức Phật. Và quý vị không lén lút làm chuyện tham dục. Như Đức Phật miêu tả ở đây, về thiền giả đi lạc lối, nhưng trời ơi, đó không phải là lỗi của họ. Họ chỉ có vọng tưởng, quan niệm sai lầm trong 1-2 phút giây. Hoặc dù thậm chí liên tục đi nữa, nhưng họ cũng không có ý định làm hại ai. Và ma quỷ vẫn có thể nhập vào họ, chỉ tùy quý vị làm như thế nào. Nó không như quý vị muốn thành Phật hoặc muốn đồng nhất với Thượng Đế thì tất cả ma quỷ sẽ đến gây rắc rối cho quý vị. Không phải như vậy. Tùy vào lý do quý vị muốn như thế nào. Mặt khác, Đức Phật cũng muốn thành Phật, nhưng ma quỷ cũng đến với Ngài và Ngài bảo chúng cút đi, như khi Chúa Giê-xu thiền trong sa mạc. Ma quỷ cũng đến với Ngài và dân Ngài cả thế giới và Ngài nói hãy lui ra sau ta, cút đi. Vậy tưởng tượng người thường, họ sẽ như thế nào?
Khi bị dụ dỗ làm những việc không đúng hoặc có quan niệm không đúng, thành ra tôi bảo quý vị tôi cảm thấy thương xót mọi người. Họ đều là nạn nhân. Một khi quý vị xuống trần gian này, quý vị dễ bị tổn hại bởi đủ loại tấn công. Không chỉ bị tấn công về thể chất, tinh thần, tâm lý, cảm xúc thôi, mà còn bị tấn công về tâm linh nữa. Y ưa nói, tương tự với những con ma khác trước Y, người bị ma nhập này ưa nói, có Phật lớn, Phật nhỏ, vị Phật này trước, vị Phật này sau, rằng trong số họ có Phật thật, Phật giả, Phật nam, Phật nữ. Làm gì có chuyện Phật nam, Phật nữ như vậy? Trừ khi Phật giáng trần vào thế giới vật chất này, không có nam nữ trong cõi Phật. Cũng tương tự vậy với các vị Bồ Tát, khi mọi người chứng kiến điều này, quyết tâm ban đầu sẽ bị tiêu tan và họ dễ bị cuốn đi với sự hiểu biết sai lầm. Nghĩa là khi người ta đến gặp con ma này, người bị ma nhập, họ đến với thiện ý, với mong muốn thuần khiết để nhận biết Thượng Đế, để nhận biết Đức Phật. Nhưng sau khi họ nghe Y nói, mặc dù Y nói về điều đó, Y nói về chư Phật và đủ thứ, nhưng Y làm quyết tâm, ý định thuần khiết ban đầu của họ phai nhạt. Vì vậy, thay vì khuyến khích họ, những thính giả, tín đồ tiếp tục với thể nguyện cao thượng của họ, thì khi Y bắt đầu giảng đạo, cái gọi là giảng đạo về chư Phật và đủ thứ, chứng tỏ ảnh hưởng ngược lại. Đây là vấn đề, hiểu không? Vậy ít ra quý vị còn biết điều đúng, điều sai. Nếu ai đó thuyết giáo cho quý vị, và bỗng nhiên quý vị cảm thấy như, ồ, tôi không quan tâm đến giới luật hoặc có chư Phật giỏi hơn, ở nơi nào đó trên thiên đàng, tôi nên tìm vị đó, thay vì bận tâm về Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Quán Âm Bồ Tát, vân vân, hoặc Thượng Đế. Nên thay vì làm cho mọi người có đức tin vững chắc hơn trong tín ngưỡng của họ, như tin Thượng Đế, tin Chúa Giêsu, tin Phật, thì người bị ma nhập làm niềm tin của họ suy giảm và khiến họ cảm thấy hoang mang hơn, nghĩ rằng Đức Phật không phải quá tốt, Chúa Giêsu chẳng là gì cả, vân vân. Và họ mất đi niềm tin của mình. Dù gì đi nữa, điều đó có nghĩa đây là thầy giả. Nếu họ khiến quý vị hoài nghi Thượng Đế hoặc các vị minh sư vĩ đại thời quá khứ thì không tốt. Đây là loại mị quỷ tuổi già thành ma. Nó quấy rối và làm người tu hành hoang mang, nhưng khi nó nhàm chán, nó sẽ rời khỏi thân người kia mà nó đã nhập vào. Khi đó cả thầy lẫn trò sẽ sa vào lưới pháp luật, cũng tương tự như những trường hợp kể trên. Các ông nên ý thức về điều này, nghĩa là A Nan và các tỳ kheo khác nên biết điều này để không bị rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, các ông sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Quá nhiều địa ngục. Lại nữa, trong sáng suốt và vi diệu vô ngại, sau khi thọ ấm đã tiêu dung, nghĩa là sau khi thọ ấm biến mất khỏi người tu hành này, có thể có nhiều trạng thái như thế này xảy ra với hành giả, vì lúc đó tâm hành giả biết rất rõ, ở một đẳng cấp khai ngộ cao. Nhưng điều này, điều kia có thể xảy ra do tâm họ vẫn chưa trong sạch, vẫn còn tham vọng, vẫn còn ham muốn. Xin lỗi, tôi quên uống trà. Ở nhà tôi không có trà. Tôi muốn có trà. Họ đưa tôi rất nhiều trà. Không phải là họ không đưa, nhưng chỉ là trà ngủ, trà thư giãn, trà ngủ đêm, trà đêm an thận. Trà không lo lắng. Vậy thì dĩ nhiên, nếu uống trà đó, tôi nói được rồi, tất cả quý vị hãy tự chăm sóc mình. Quý vị không có vấn đề gì. Và các liên lạc viên, họ muốn làm gì thì làm, sao cũng được.
vui vẻ, không lo lắng, vô tư lự, đúng không? Tôi muốn tìm loại trà mà khiến tôi tỉnh táo một chút. Bình thường tôi không uống trà hoặc cà phê, rất hiếm. Ngoại trừ khi tôi còn ở Ấn Độ, lúc đó tôi đói bụng liên tục. Vậy nên, hầu như lúc nào trà cũng có sẵn và có thể nhúng mấy thứ vào. Thứ đó là gì vậy nhỉ? Bánh quy thuần chai nhúng trà. Trà gì? Bánh quy nhúng trà. Không phải, tôi thậm chí không có bánh quy. Quý vị may mắn rồi. Tôi có vài gói mì ăn liền thuần chai. Tôi nhúng mì vào trà và làm nó dịu dạ dày. Không cần trà an thần, mì ăn liền nhúng vào trà đó. Ngay cả trà đen làm dịu dạ dày tôi ngay lập tức. Tôi đến đây để làm việc và họ chỉ đưa tôi trà an thần này. Nào là trà thư giãn, trà ngủ ngon, trà đi ngủ, trà vô ưu. Quý vị thấy tủ của tôi đầy những loại trà này. Tôi lôi tất cả ra, chúng đều giống nhau. Lầu trên cũng vậy, lầu dưới cũng vậy. Họ nghĩ tôi đến đây chỉ để ngủ. Trời ơi! Quý vị ý nói một vài người quý vị hoặc ý nói người nào đó thật sự ở trong trạng thái nhập định mơ màng rất sâu. Họ nghĩ cuộc đời của sư phụ vô cùng thuận lợi, tất cả những việc ngài làm chỉ là uống trà và đi ngủ thôi. Chính vì thế, có rất nhiều loại trà này, chỉ là tên gọi khác nhau nhưng tác dụng giống nhau. Trà an thần, trà ngủ, trà mơ ngủ. Trà mộng đẹp đó, biết không? Quý vị thật sự không biết tôi cần phải làm việc như thế nào, phải không? Thức tỉnh giùm. Con có trà masala chai trong túi thưa sư phụ. Tôi cũng có cưng à. Họ cũng đưa cho tôi trà masala chai Luvenhot và cà phê hòa tan này với sữa thuần chai, vân vân. Nhưng nó quá ngọt. But it's too sweet. Đối với tôi không uống được. For me, I can't take it. Quá ngọt. Đôi khi nó sinh ra trứng ở chua, trứng ở nóng hoặc gì đó. Tôi uống thứ đó và nếu ăn gì đó không tương hợp với nó, tôi không có nhiều lựa chọn lắm. Họ nấu cho tôi. Ở đây tôi không có lựa chọn và rồi tôi có thể có vấn đề về tim. Thông thường tôi không thích đồ ngọt cho lắm, ngoại trừ khi tôi còn ở Ấn Độ bởi vì đói bụng quá. Khi tôi làm việc xong, đi ra thì không còn thức ăn. Chỉ có rất nhiều bát đĩa và tôi bắt đầu rửa. Việc đó cũng làm dịu cơn đói mình quên đi được một lúc. Và ở Ấn Độ, tôi luôn luôn thèm đồ ngọt. Ồ, thật thú vị nếu có một số đồ ngọt Ấn Độ này mà còn ngọt hơn ngọt nữa. Vì thời tiết nóng, đúng, ồ, nhiều lắm. Kẹo Ấn Độ là ngọt nhất thế giới. Ngọt hơn đường. Ngọt hơn đồ ngọt. À, rất ngọt. Và bình thường, tôi không thích, nhưng ở Ấn Độ, tôi ao ước được ăn một ít. Không có. Nếu chúng ta đặt hàng, họ sẽ gửi đi trong 24 giờ, thưa sư phụ. Tôi biết, cảm ơn cưng. Anh không ở đó mà. Lúc đó, tôi không là ai cả. Dù anh ở đó, anh cũng không tìm thấy tôi đâu cả. Chỉ là một người trong đám đông. Tôi làm việc cho vị thầy của đạo tràng đó, nhưng không lương, không thức ăn. Thậm chí làm việc để có thức ăn cũng không phổ biến ở đó. Họ quên bẵng tôi. Họ ăn hết mọi thứ và để lại toàn là bát đĩa dơ. Và một lần nọ, tôi đi vào nhà bếp. Vì thấy những bát đĩa từ bên ngoài, từ cửa ra vào. Tôi đi vào trong để cố gắng rửa bát đĩa chất cao như núi. Tất cả đệ tử ăn rồi đi theo vị thầy, vị đạo sư. Còn tôi ở lại một mình. Tôi vừa làm xong việc văn phòng đi ra ngoài, thì thấy bát đĩa nên đi vào bếp để dọn dẹp. Và sau một lúc, tôi thấy vị thầy đi vào. Có lẽ ông nghĩ, có lẽ thấy tôi đi vào nhà bếp. Tại sao quá lâu như vậy mà không thấy tôi đi ra? Tôi làm gì trong đó vậy? Không có gì trong đó để ăn hết. Cũng không có thức ăn sống, khoai tây sống, bột sống, không gì hết. Sau khi nấu xong, họ dời nó ra ngoài. Hoặc có lẽ họ nấu ở nơi nào khác. Tôi không biết, trống trơn. Và vị thầy nhìn thấy vậy rồi đi ngang qua, không nói gì cả. Tôi cũng không nói gì hết. Quá bận rửa bát đĩa. Chỉ là nghiệp chướng, không phải tính của người Ấn Độ. Họ rất hiếu khách.
Quý vị đi tới đâu, họ cũng cúng dường những gì họ có. Tôi đã trải nghiệm điều đó khi một mình đi lang thang trong nước Ấn Độ. Ai cũng chào đón tôi với sự vui vẻ và lòng hiếu khách. Và tôi không mặc áo cà sa hay gì cả, không phải lúc nào cũng mặc. Chỉ khi có vài người Ấn Độ tìm cách tán tỉnh tôi vì tôi đi một mình thì tôi mới bắt đầu mặc tang phục để họ tránh xa ra. Ở Pune, chúng con thấy sư phụ mặc bộ sari với... À đúng đúng, tôi được mời đến đó. Tôi không biết Pune ở đâu và họ làm gì. Tôi được mời. Tôi nghĩ tôi đến đó để nói chuyện. Và rồi khi đến nơi, không phải làm gì nhiều, chỉ nghe nhạc của họ thôi. Và tôi biết có việc gì đó nên tôi phải rời đi. Tôi mặc sari không chỉ ở đó. Ở Mỹ, đôi khi tôi cũng mặc. Sao anh nói với tôi điều đó? Chúng con sẽ mang hình thôi sư phụ. À được. Tôi mặc đủ loại y phục, quý vị không biết à? Vì vợ con là người Ấn Độ và thấy sư phụ mặc bộ sari, vợ con cảm thấy vui. Dĩ nhiên là vậy, thành ra tôi mới mặc bộ đó để làm vợ anh vui. Và làm nhiều bà vợ khác vui, chứ anh nghĩ sao tôi lại mặc bộ đó? Bà vợ con là đặt tấm ảnh đó lên máy tính làm hình nền. À, đạo sư của tôi, người Ấn Độ. Ờ, dĩ nhiên, họ thích thế. Mặc sari không phải dễ. Đó là cái áo dài, rất dài. Quý vị phải biết làm sao để quấn nó, bằng không nó cứ tuột xuống. Hết lớp này đến lớp khác, cứ tuột xuống. Nó dài 5 mét. À, quý vị phải biết cách. Bằng không, quý vị phải có người giúp mình. Nếu không, từng lớp một cứ tuột xuống như xoắn ốc. Quý vị phải biết cách để nhét vào chỗ nào và cái nào, bằng không nó cứ tuột xuống hết lớp này đến lớp khác. Tuy vậy, trông nó đẹp. Khi người Ấn Độ mặc sari thì rất đẹp. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi đặt mua sari cho tôi khi đi đến Ấn Độ. Rồi, tiếp tục. Đây là loại mị quỷ, tuổi già thành ma. Cả thầy lẫn trò gặp rắc rối với pháp luật. Các ông nên biết điều này. Thêm nữa, trong sáng suốt và vi diệu vô ngại, sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả thoát khỏi ràng buộc từ cảm xúc, và rồi tâm trí của hành giả biết rất rõ và khắp nơi sáng ngời. Chà, ngay cả thế, hành giả không còn vướng mắc các tà lự và thể nghiệm sự tập trung, sáng suốt viên mãn. Trước đây tôi chưa học qua những từ này ở trường Anh ngữ. Tà lự là gì, nhập định là gì, cái gì là đủ loại từ ngữ. Tôi không nghĩ họ dạy quý vị về ma quỷ và mị quỷ vân vân ở trường Anh ngữ, phải không? Không. Họ còn không biết mị quỷ là gì nữa. Có lẽ họ chưa từng nghe về mấy từ đó trong cả cuộc đời họ, hoặc trong nhiều kiếp chưa bao giờ nghe về mị quỷ, hoặc ly ma, hoặc ma ham muốn, và ma sáng tinh ranh, bất cứ ma nào. Trời ơi! Và họ nghĩ chúng ta là chúng sinh duy nhất trên địa cầu. Nhiều người nghĩ họ là chúng sinh duy nhất. Ý tôi nói khắp mọi nơi, trong toàn vũ trụ, chỉ có chúng ta, không có ai khác. Một số nhà lý luận nghĩ như thế. Phật đã chỉ cho họ biết. Và sau khi hành giả thoát khỏi thọ ấm, thì họ biết rõ hơn. Hành giả không còn ràng buộc, không còn cảm xúc nữa, và thậm chí họ có thể chế ngự cảm xúc, là vậy đó. Có lẽ hành giả vẫn còn cảm xúc, nhưng với họ, họ biết chỉ là một trạng thái của tâm trí, dễ cho họ kiềm chế. Nào, và hành giả không còn vướng mắc các tà lự và thể nghiệm sự tập trung, sáng suốt, viên mãn. Chà, ai cũng sẽ nghĩ họ đã lên thiên đàng thứ bảy rồi. Trong nhập định, tâm họ ưa thích được biết nguồn gốc của sự vật, nên họ cứu xét tột cùng bản chất của sự vật cùng sự biến hóa từ gốc đến ngọn. Hành giả niệm tưởng tinh rồng bén nhạy khi tham cầu phân tích rõ sự vật. Trong nhập định, làm sao ai mà còn nghĩ như thế?
Quý vị sẽ nghĩ rằng nếu nhập định, quý vị hoàn toàn yên lặng, thanh tịnh, bình an. Nhưng tâm trí vẫn còn một số tư tưởng vi tế này. Bởi vì tâm trí đã được lập trình ở đẳng cấp thứ hai, không phải là đẳng cấp cao. Quý vị được lập trình để nghĩ thế này, làm thế nọ, muốn thế kia, và đồng thời những ký ức từ đời sống vật chất này nữa. Từ khi sinh ra cho đến nay, quý vị có rất nhiều hình ảnh được não bộ ghi lại và rồi truyền đi. Tâm trí cũng biết điều này, và đó là cách nó cứ phát ra cho quý vị, cũng như máy ghi âm. Vậy, vào lúc đó, khi hành giả tham cầu phân tích sự vật, vì khi quý vị muốn phân tích sự vật, đó có nghĩa là quý vị vẫn còn ở trong loại bẫy tri thức của suy nghĩ. Điều gì đúng, điều gì sai, ở đâu, tại sao, làm thế nào, cái gì, đủ thứ. Nên quý vị không thật sự đi vào trạng thái tái hợp nhất sâu xa với Thượng Đế. Thành ra ma quỷ có thể đến. Bây giờ, vào lúc đó, một thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện. Hồn nó nhập vào thân người khác và dùng miệng người đó để nói kinh pháp và giảng giải giáo lý. Người này là người bị ma nhập, không biết mình bị ma nhập, tự cho rằng mình đã chứng niết bàn vô thượng. Khi ma đến gặp hành giả mong cầu biết cội nguồn của sự vật kia, y trải tòa, ngồi giảng giải giáo lý. Có lẽ giáo lý của Phật hoặc giáo lý của bất cứ vị minh sư nào khác, thân y có oai thần, hàng phục được người tầm đạo. Ồ, người tầm đạo đáng thương quá, yếu đuối đối với y. Y có oai thần, trấn áp được hành giả, cho nên họ thậm chí không nghĩ gì được, bởi vì họ rất thiết tha mong cầu, muốn biết cội nguồn vạn vật. Và rồi chính họ bị thiên ma này lừa gạt. Y làm cho tâm trí, người bị ma nhập, làm cho tâm trí của thính chúng tập hợp bên tòa của y, tự nhiên phục tùng. Phục tùng nghĩa là tâm họ quá hàng phục đến độ, họ không có gì phản đối y. Không thể, thậm chí không dấy lên hoài nghi hoặc suy nghĩ, hoặc ngay cả chút nghi ngờ, không gì hết. Tất cả tự nhiên phục tùng. Tưởng tượng xem, lực lượng của ma. Nếu Đức Phật dùng lực lượng đó, thì Ngài đã hàng phục tất cả, hàng phục toàn thế giới rồi, không cần bất cứ ai khác phải đến sau Ngài, thấy không? Đó là sự khác biệt giữa Phật và ma quỷ. Ma quỷ y dùng lực lượng chỉ để khống chế con người. Đức Phật, Ngài phải dùng lý lẽ. Nếu Ngài dùng chút lực lượng nào, đó là vì người đó cần. Có lẽ cần để chữa lành vào lúc đó, cần được thức tỉnh từ một số rắc rối, như Anan, thí dụ vậy, và dùng để giúp đệ tử của Ngài khi cần. Bằng không, nếu Đức Phật dùng tất cả lực lượng của Ngài chỉ để ban phước cho người này, chế ngự người kia, thì cả Ấn Độ lúc đó đã quỳ phục dưới chân Ngài rồi. Đâu cần tôi ngồi đây nhắc lại lời dạy của Ngài. Hiểu không? Vậy Đức Phật không dùng loại lực lượng này. Chúa Giêsu cũng không. Thành ra họ vẫn hoài nghi Ngài, phỉ báng Ngài và còn giết Ngài nữa. Đó là sự khác biệt. Các vị minh sư như Chúa Giêsu hoặc Đức Phật, họ rất phi thường. Họ phải khiêm nhường, sinh ra đời giống như con người và chỉ dùng lý lẽ, dùng lý luận để nói với người ta rằng điều này logic, điều này hợp lý. Quý vị nên lắng nghe. Và rồi họ nghe, họ tin, thì Đức Phật sẽ truyền thêm lực lượng bên trong cho họ, truyền tâm ấn cho họ, đánh thức Phật lực của họ, đánh thức khả năng của chính họ và sự khai ngộ bên trong. Tưởng tượng xem, một vị Phật đã tu hành hàng ức kiếp như thế, quá nhiều lực lượng, mà vẫn phải khiêm nhường hiện hữu chỉ như người bình thường, và còn để người khác hoài nghi Ngài, phỉ báng Ngài và muốn ám sát Ngài.
Chúa Giêsu cũng giống vậy. Đó là sự khác biệt giữa hắc thần thông, lực lượng ma quỷ và lực lượng tình thương chân thật. Người ta có thể cảm nhận tình thương hoặc cảm thấy quý mến Ngài, đến Đức Phật, đến Chúa Giêsu, hoặc cảm nhận lòng nhân từ của Ngài, hoặc cảm nhận lý luận lỗi lạc của Ngài nói chuyện hữu lý thì họ đến. Nhưng không phải là thần thông làm cho con người mù quáng và khống chế tâm trí họ để họ hoàn toàn phục tùng như thế. Thì quý vị biết, quý vị biết, quý vị không thể cưỡng lại và cảm thấy như mình bất lực, mặc dù có lẽ quý vị nghĩ mình nên thoát ra khỏi đó hoặc nghĩ ông thầy này có thể không phải là người quý vị muốn, nhưng quý vị không thể thoát được, giống như bị trói buộc ở đó. Vậy thì quý vị nên biết đó là không, không, không được. Nên những người tập hợp quanh người tu hành này, nghe người bị ma nhập nói, cảm thấy bị khuất phục một cách bất lực. Cứ như thế, ngồi đó, thậm chí không nghĩ được hoặc làm gì được nữa. Y nói, người bị ma nhập nói với những người đó rằng Niết Bàn của Đức Phật, Bồ Đề và Pháp Thân đều ở đó trước mặt họ trong thân xác hiện tiền. Y nói, người bị ma nhập tuyên bố rằng Đức Phật hiện nay là Y. Tuyên bố như thế, Y nói, cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác chính là Pháp Thân thường trụ không mất. Mặc dù nghe có vẻ hay, nghe có vẻ đúng, có điều không phải Phật thật. Nên những gì các ngươi thấy hiện giờ chính là cõi Phật. Y làm cho họ thấy một số ảo giác. Chẳng có cõi tịnh cư và cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả. Nghĩa là bất cứ điều gì Đức Phật nói, những cõi Phật khác không phải vậy, chỉ có cõi của Y thôi. Bất cứ gì Y làm cho họ thấy bây giờ chính là Phật tổ. Những người đó tin và chấp nhận lời của Ma, quên mất thệ nguyện ban đầu, quên mất đức tin, quên những gì họ thật sự muốn thực hiện. Họ cống hiến hết thân mạng của mình đến mức vậy. Trời ơi, cảm thấy họ đã được việc chưa từng có. Họ ngu mê, tự cho mình là Bồ Tát. Khi theo đuổi ảo tưởng của Ma, họ phạm giới luật đạo đức của Phật và lén lút làm việc tham dục. Mà thường ưa nói rằng mắt, tai, mũi và lưỡi đều là tịnh độ. Ôi trời ơi, làm sao được? Và nói rằng nam căn và nữ căn là chỗ đích thật Bồ Đề. Ôi trời ơi, và Niết Bàn. Ôi trời ơi, những người vô minh đều tin những lời nói dơ bẩn ấy. Có lẽ một số ông thầy mật tông bị lầm lạc. Đây là giống quỷ cổ độc hoặc quỷ ác thắng, tuổi già thành ma, y quấy rối người tu hành. Đến khi nhàm chán, nó sẽ rời khỏi thân người bị ma nhập. Khi ấy cả trò, những người gọi là đệ tử và thầy đều sẽ sa vào lưới pháp luật, như thường lệ dây dưa trong khoái lạc thể xác, ân ái, đủ thứ đó. Trời ơi! Nhưng rất nhiều người tin đây. Chứng cớ cho thấy, phải không? Chứng cớ lịch sử cho quý vị thấy nơi nào đó, ở quốc gia nào khác. Đức Phật nói rằng, họ sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Và Đức Phật nói các ông nên biết trước điều này để không bị rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê muội không biết, các ông sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Lại nữa, trong sáng suốt và vi diệu vô ngại, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả này không còn vướng mắc các tà lự và thể nghiệm định sáng suốt viên mãn. Chà, chúng ta sẽ nghĩ đó là điểm cuối, định sáng suốt viên mãn. Trong nhập định, tâm hành giả ưa thích
biết việc trước sau, nên họ dồn tất cả năng lượng của mình vào việc soi xét cùng khắp khi tham cầu sự thầm cảm tâm linh. Trời ơi, chỉ như thế mà vẫn bị ma quỷ lừa gạt. Vào lúc đó, một thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện. Hồn nó nhập vào thân người kia và dùng miệng người đó để giảng nói kinh và giáo lý. Và người này dĩ nhiên không biết họ bị ma nhập và tự cho rằng mình đã chứng được Niết Bàn vô thượng, cũng giống như con ma khác. Và ma đến gặp người tu hành, người mong cầu thiên khải về sự đắc đạo và về các thiên đàng, v.v. Tôi không mong cầu, nó tự đến. Không ai bị ma nhập đến thuyết giảng cho tôi nghe về Niết Bàn và những thứ như thế. Không, không phải trường hợp này. Cái này khác. Nó được tiết lộ bởi thể nghiệm cao hơn. Không phải như có ai đến với lực lượng ma nhập rồi nói với tôi điều này điều kia, rồi tôi thấy cái này cái kia. Không phải như thế. Không ai cả, chỉ có tôi thôi. Và tôi không mong cầu. Tôi còn không biết rằng có những thứ như thế nữa để mong cầu. Tôi bận bịu với quý vị. Cảm ơn quý vị. Quý vị cứu tôi nhờ điều đó. Tôi quá bận. Quá bận để mong cầu điều gì khác. Ồ, ký tài liệu, chỉnh sửa chương trình, chỉnh sửa kịch bản. Ồ, chó, được rồi, tôi đang đến, tôi đi đây. Thị giả bị bệnh, nha sĩ, bác sĩ đang đến, đang đi đây. Được, được rồi. Tôi ăn gì trước được không? Quý vị bận là tốt. Vậy nên không phải quý vị đi lên núi rồi ngồi hoài thì quý vị sẽ được vào Phật thổ. Có lẽ không. Có lẽ công việc là tốt cho quý vị, làm cho quý vị quá bận rộn, không thể nghĩ tôi muốn tìm thứ gì đó giác ngộ tâm linh, hoặc kỹ năng, hoặc tri kiến như người tu hành này. Quả thật, khi quý vị quá bận rộn mỗi giây phút tỉnh thức trong đời, thì quý vị sẽ không thể nghĩ về điều gì cả. Thật sự không. Và nếu quý vị còn phải làm việc khi đang ăn, thì có lẽ còn nghĩ ít hơn. Quý vị tập trung vào thức ăn, quá đói bụng. Hoặc có lẽ một nửa về thức ăn, một nửa về văn kiện của quý vị. Vậy thì ít nhất đầu óc quý vị đều nhắm vào những việc tốt, không quá nhàn rỗi để nghĩ về những thứ tham cầu nào khác, dù là trần gian hay thiên đàng. Thành ra ở phương Tây chúng ta có câu châm ngôn nhàn cư vi bất thiện. Nhớ đó, nó là như thế. Vậy hãy nên bận rộn, không nên nghĩ tới bạn trai trong khi nhập định hay bạn gái. Không, không, không nên. Và y xuất hiện trong chốc lát, người bị ma nhập trong chốc lát hiện ra cho thính chúng thấy, trong thân hình, trong những người già trăm ngàn tuổi. Y chỉ dùng ma thuật để làm vậy. Họ sinh lòng ái nhiễm, sự ràng buộc, ô uế đúng hơn là ái nhiễm. Không biết tại sao Đức Phật dùng từ ái ở đây, có lẽ do phiên dịch. Tôi nghĩ vào thời xưa họ không có nhiều từ vựng cho lắm để diễn đạt một cách khác. Vậy nên mọi người thời nay chỉ nói anh yêu em. Trên thực tế, thật sự chỉ muốn đi ngủ với quý vị, đại khái vậy. Dĩ nhiên không phải tất cả, không phải tất cả, nhưng toàn là kẻ thù quay lại để yêu nhau, rất nhiều tình yêu. Vậy nên họ sinh lòng ham muốn hoặc ràng buộc, hoặc dục vọng ô uế với y và không thể rời y, cũng tương tự như tình thương họ dành cho minh sư. Khi Đức Phật còn tại thế, đệ tử lúc nào cũng muốn kề cận Ngài và luôn luôn đến gặp Ngài. Và khi Chúa Giêsu còn tại thế, người ta cũng quanh quẩn bên Ngài. Giống đến nỗi quý vị thậm chí không thể nhận ra sự khác biệt. Quý vị thấy đó, con người đáng thương làm sao, mọi chúng sinh đáng thương làm sao. Họ thậm chí không biết gì cả. Và người này chẳng biết từ đâu đến rồi làm ô uế họ như thế, lừa gạt họ như thế.
không công bằng. Nói quý vị rồi, đó là lý do tôi ghét mà. Ta nói ta coi thường nhà ngươi. Ta không có lời nào để diễn tả. Tâm ta khinh miệt người đến thế nào. Ta không có lời gì để diễn tả. Đi khuất mắt ta ngay. Đôi khi y đến và nói chuyện huyên thuyên, ta nói đi khuất mắt ta. Ta cảm thấy ghê tởm khi thấy người. Khi ta nghĩ về bất cứ gì mà ngươi gây ra cho người khác, tốt hơn hãy tránh xa ta ra. Ta và ngươi không cùng loại. Họ thậm chí không thể rời y, nên họ tự thân hành động như nô lệ không biết mệt mỏi, đem tứ sự cúng dường cho ma. Mỗi thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin rằng người bị ma nhập này là vị thầy trong đời trước của mình, thậm chí là vị thiện tri thức nguyên thủy. Họ phát khởi lòng yêu mến giáo lý của y, dính chặt như keo sơn, như được điều chưa từng có, như được đề cập trước đó rồi. Hành giả mê lầm nghĩ rằng người kia là Bồ Tát, bị cuốn hút vào tâm ma. Họ phạm giới luật đạo đức của Đức Phật và lén lút làm chuyện dâm dục. Quý vị biết, như những việc khác, ma thích nói rằng trong tiền kiếp, trong một hiện thân nào đó, ta đã độ người kia. Lúc đó là vợ ta hoặc tình nhân hoặc huynh đệ. Nay ta lại đến để độ các người. Chúng ta sẽ ở cùng nhau và đi đến cảnh giới kia để cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc y nói, có cõi trời Đại Quang Minh, nơi Đức Phật bây giờ đang ngự. Đó là nơi nghỉ ngơi của tất cả các đức Như Lai. Những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy và đánh mất thời nguyện ban đầu của họ. Ban đầu, có lẽ họ vẫn tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc vị Phật chân thật nào đó đời quá khứ, và đó là lý do họ cúng dường đủ thứ. Và đó là lý do họ đến nghe y giảng trước tiên. Nhưng vì y nói những điều vô lý như thế và giới luật không là gì hết, các người muốn làm gì thì làm. Vì lực lượng của y để khống chế họ, nên họ tin y vô cùng, rằng họ không làm gì trái với tiêu chuẩn đạo đức cơ bản để làm người tốt. Dĩ nhiên là vậy. Y có danh hiệu, ma này có danh hiệu, đây là loại lệ quỷ. Có rất nhiều loại ma, tuổi già thành ma. Thấy chúng mạnh mẽ thế nào chưa? Nó quấy rối người tu hành, người ngồi thiền và cầu mong những việc đó. Đến khi nhàm chán, nó sẽ rời khỏi thân người kia. Sau đó cả hai người gọi là thầy và trò sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Các ông nên biết rõ trước việc này để không bị rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, các ông sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Trời ơi! Chúng ta có nên tiếp tục không? Quý vị có ổn không? Dạ ổn thưa sư phụ. Sao quý vị thích nghe về ma quỷ quá vậy? Chúng con muốn tránh thưa sư phụ. Chúng con muốn tránh chúng. Quý vị muốn tránh chúng. Được, tốt. Cảm ơn quý vị. Biết mình, biết người là cách để chiến thắng, cách để thắng lợi. Nếu quý vị chỉ biết mình mà không biết người khác, đối thủ của mình, thì quý vị sẽ thua. Vậy tốt. Đó là câu châm ngôn mà chúng tôi nói ở Âu Lạc Việt Nam. Biết người, biết mình, nghĩa là biết khả năng của cả hai, thì trăm trận trăm thắng. Nghĩa là lúc nào quý vị cũng thắng. Thật tốt rằng chúng ta biết đối thủ của mình. Không phải có tăng sĩ ngồi đó sao? Tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng. Không à. Thời nay nhìn quý vị nào cũng giống như tăng ni xuất gia. Trong pháp họ này, tất cả quý vị đã trở thành tăng ni xuất gia. Ít nhất trong một tuần. Ít nhất trong vài ngày. Ma quỷ làm quý vị sợ chết được. Quý vị sẽ không dám nghĩ về điều gì khác, phải không? Thank you, Buddha. Cảm ơn Đức Phật. Tôi không biết Đức Phật đã nói với Anan về điều này trong bao nhiêu ngày.
Bởi vì Ngài tiếp tục nói, ở đây không thấy nói, thôi hãy đi nghỉ uống trà hay gì cả, cứ tiếp tục mãi mãi. Không biết có phải Đức Phật thuyết giảng cho A Nan ở cung trời Đâu Xuất, chứ không phải trên địa cầu. Không thấy nói như vậy, chỉ thấy nói A Nan chỉnh trang tăng phục, nghĩa là làm cho nó ngay ngắn và lễ phép. Và rồi Ngài thỉnh cầu Đức Phật. Ngài quỳ xuống và thỉnh cầu Đức Phật, xin nói cho con biết làm sao để cứu độ chúng sinh. Mặc dù Ngài nói Ngài chưa đạt được đến đâu, nhưng làm sao Ngài và những vị khác có thể cứu độ chúng sinh? Ngài chỉ khiêm nhường, hoặc có lẽ Ngài không biết cảnh giới của mình, dĩ nhiên, lúc đó Ngài cần phải đóng vai của mình. Bằng không, tại sao không lâu sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài A Nan đã khai ngộ và lập tức trở thành một trong những người kế vị? Rồi giờ lệ quỷ. Trời ơi! Lạng quỷ mà có quá nhiều lực lượng. Tôi cảm thấy làm người thật hổ thẹn. Y chỉ là lạng quỷ mà có quá nhiều lực lượng để thao túng tâm trí người khác và lừa gạt họ để tin y nhiều đến thế. Còn chúng ta thật bất lực. Chúng ta lẽ ra phải là Thượng Đế, là Phật, mà tại sao lại không có lực lượng? Tưởng tượng được không? Đó là cái giá để đi vào thân phàm này. Đó là cái giá phải trả. Quý vị đã đến đây vì lý do nào đó, và quý vị cũng phải lập giao ước trước khi đến đây. Quý vị đã lập giao ước, có lẽ cũng dự định làm việc tốt, nhưng rồi khi chúng ta xuống đây, đi làm cho chúng ta quên hết mọi thứ và quên và cứ trôi theo dòng đời. Đây là loại lệ quỷ, tuổi già thành ma. Nó quấy rối, làm người ta hoang mang. Khi nó rời khỏi thân thể đó, thì cả hai người, gọi là thầy và trò, sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Phật không nói người gọi là đệ tử. Tôi thêm vào để làm rõ hơn cho quý vị. Vì Đức Phật thật hiền hòa, Ngài nói rằng cả thầy lẫn trò, loại thầy và trò này. Lại nữa, trong sáng suốt và vi diệu vô ngại, sau khi thọ ấm đã tiêu dùng, trời ơi, trước đó thọ ấm là một chướng ngại lớn, để quý vị không thể đi vào trạng thái xa hơn, nhưng sau đó quý vị vẫn còn dễ bị tổn hại. Hành giả này không còn vướng mắc các tà lự và thể nghiệm định sáng suốt viên mãn, nhưng trong chánh định, nghĩa là khi họ đang nhập định, trời ơi, tâm họ thích đi vào sự tinh cần khắc khổ và thích sống nơi vắng vẻ. Khi họ tham cầu bình an và yên lặng, thậm chí trong lúc nhập định mà vẫn còn gặp rắc rối như thế. Vậy hãy cảnh giác nhé. Luôn luôn niệm năm hồng danh bảo vệ và món quà nếu quý vị nhớ. Và đừng nghĩ rằng đã đạt tới đẳng cấp nào đó rồi. Chứ dù quý vị đạt được gì đó rồi thì sao? Quan trọng là làm người tốt, giữ giới luật đạo đức, tinh tấn tọa thiền để có thể thăng hoa bản thân và có lẽ tặng một số phước lành còn dư cho những người khác quanh quý vị. Và nếu có đủ những người như vậy trên địa cầu thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, giống như thiên đàng. Yeah. We have to do it. Chúng ta cần phải làm vậy. We have to do it. Because look, vì hãy nhìn xem, nhiều vị minh sư đến rồi đi, và các ngài chỉ làm được chừng đó, bởi vì nghiệp lực của thế giới ảnh hưởng đến mọi người. Ngoài ra, tâm trí của con người trên địa cầu gây khó khăn cho bất cứ minh sư nào, ngay cả để Ngài tiếp tục sống và dạy họ bất cứ gì, bởi vì họ không chấp nhận, họ từ chối, họ mê lầm. Họ đã mê lầm và bị tẩy não bởi rất nhiều người gọi là bị ma nhập này.
Và thậm chí sau khi ma quỷ đã bỏ đi, những người này vẫn tiếp tục mê lầm. Hãy làm người tốt, làm việc tốt, tòa thiền tốt và cầu nguyện để được bảo vệ và giải thoát. Thế thôi. Và nếu có công đức nào còn dư thì hãy giúp địa cầu. Thế thôi. Đó là tất cả những gì quý vị nên cầu. Hoặc thậm chí không cần cầu, chỉ cần thiền tốt, khiêm nhường. Thượng Đế biết mình muốn gì. Nhưng hãy cầu cho chắc. Hoặc hãy nhớ xác nhận lại với chính mình rằng tôi chỉ muốn sự giải thoát. Tôi chỉ muốn sự bảo vệ. Bảo vệ và giải thoát. Bảo vệ trong khi quý vị ở đây và trong khi thiền. Và ban ngày, lẫn ban đêm mỗi ngày, buổi sáng cầu để được bảo vệ và giúp đỡ. Buổi tối cảm ơn cho một ngày tốt lành rằng mình đã được bình an và bảo vệ và có lẽ đã làm điều gì đó tốt, đã có thể làm gì đó tốt. Thế thôi, nếu làm được điều gì tốt, hãy quy công lao cho thiên đàng hoặc Thượng Đế toàn năng, thì mình không có vấn đề ngã chấp. Không có gì nảy sinh từ đầu óc quý vị mà quý vị không ý thức được. Vì quý vị nhắc nhở bản thân mỗi ngày, và buổi sáng quý vị cầu nguyện để được bảo vệ và giải thoát. Buổi tối quý vị cảm tạ Thượng Đế đã giúp quý vị suốt cả ngày hôm đó, tốt hoặc xấu bất cứ gì. Vậy ít nhất quý vị nhắc nhở chính mình rằng quý vị không muốn điều gì như những hành giả đó mà không có thầy ở đây. Vì vậy, Đức Phật nói với Anan, họ nên ý thức trước. Trước khi rơi vào trạng thái này, họ nên biết điều đó rồi. Cho nên bây giờ quý vị biết trạng thái này. Vậy trước khi nhập định và quý vị thấy điều này điều kia, quý vị đã có chuẩn bị rồi. Vậy tốt, để quý vị không rơi vào địa ngục nào. Dĩ nhiên, không để quý vị bị như vậy nếu quý vị giữ giới luật và thiền, cho dù ngài được, ngài không. Nhưng với lòng thành của mình, vì tôi biết việc này khó, tôi đã bảo quý vị nhiều lần rằng thậm chí rất khó để làm người tốt trên thế giới này, bởi vì quý vị sống chung với những người khác mà họ lại không thích quý vị làm người tốt. Họ ganh tị với quý vị, họ nghĩ quý vị kỳ cục trong thế giới như vậy. Tại sao quý vị lại tốt và rồi gây rắc rối cho mình? Làm người tốt còn khó, đừng nói chi đến thiền định, đạt thiên đàng, niết bàn, chưa có gì hết. Và nếu quý vị đề cập đến danh hiệu sư phụ của mình, quý vị càng gặp rắc rối hơn ở một số nơi, phải không? Thanh nào? Bà ấy nói gì? Và họ hỏi quý vị, bà ấy là Nico hả? Trông không giống. Bà ấy là nhà sư sao? Trông không giống. Vậy thì bà ấy không thể nói gì cả. Bà ấy không hiểu gì hết. Chỉ có tăng này mới hiểu mà thôi. Đừng tin bà ấy. Đừng theo bà ấy. Những điều như thế. Và rất khó cho quý vị có được thời gian, thậm chí để thiền hay để làm một số việc tốt. Chúng ta chỉ có 24 giờ và một thân thể vật chất yếu đuối. Chúng ta có thể cảm thấy mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ cỡ nào nếu so với voi, ngựa, núi non, sông, biển, cây cối? Chúng ta mạnh cỡ nào? Chúng ta không thể bay, không thể chạy nhanh. Chúng ta hầu như vô cùng khiếm khuyết về nhiều mặt. Chúng ta thậm chí không thể nghĩ cho chính mình. Bởi vì chúng ta đã bị tẩy não bởi xã hội hoặc bởi bất cứ ai gọi là thầy để tin vào điều này, tin vào điều kia. Và đôi khi chúng ta đều đã mê lầm và thậm chí không có thời gian để xem xét lại. Ngoại trừ khi quý vị thật sự có thời gian để thiền hoặc bế quan, có chút thời gian để nhận thức rõ về những gì quý vị thật sự muốn hoặc điều gì thật sự đúng, điều gì sai. Như vậy đã là khó lắm rồi. Vậy nếu quý vị chỉ trì giới, thiền càng nhiều càng tốt, ăn thuần chay và làm người tốt, hoặc ít ra không làm hại ai, thì như vậy đó là an toàn rồi. Và lực lượng sư phụ sẽ làm phần còn lại. Giữ giới luật, hiểu không?
Dạ, đó là điểm khởi đầu và đó là bảo vệ an toàn cho quý vị hay không? Mỗi vị minh sư đến để bảo quý vị về giới luật. Minh sư nào đến cũng luôn luôn dạy quý vị về giới luật phải không? Đức Phật dạy, ngay cả người tại gia cũng phải trì năm giới. Chúa Giêsu, Ngài Môi-se cũng đều dạy giới luật tiêu chuẩn đạo đức. Trong kỳ Na giáo, Đức Mahavira cũng dạy giới luật. Đạo sư Na Ná, các ngài đều bảo quý vị phải giữ tiêu chuẩn đạo đức trước tiên, vì nếu quý vị không có đạo đức thì sự tu hành của quý vị không có cơ sở gì cả. Ngay từ lúc đầu đã không tốt. Không có nền tảng, nếu ngôi nhà được xây mà không có nền móng, không có nền tảng, nó sẽ không lâu bền, sẽ sụp đổ. Vì vậy, giới luật là nền móng, là nền tảng của sự tiến bộ tâm linh. Đừng quên nhé. Ví dụ quý vị có thấy cảnh giới nào bên trong, hoặc nghe âm thanh nào bên trong, quý vị vẫn phải nhớ là một người đạo đức ngay thẳng. Đừng nói với tôi mọi thứ vốn là không ảo tưởng, vân vân. Phải giữ giới luật chừng nào thân thể quý vị không phải là ảo tưởng. Nếu tự đánh mình quý vị vẫn cảm thấy đau thì quý vị không phải là hư vô hoặc ảo tưởng, không đâu. Phải giữ giới luật, hiểu không? Dạ hiểu thưa sư phụ. And remember, và hãy nhớ, có một hành giả, họ đã đạt đến trạng thái mà quý vị đâm họ, họ không cảm thấy gì cả, họ vẫn rơi vào cạm bẫy của ma quỷ và có thể bị đọa địa ngục. Nhớ điều đó không? Dạ nhớ. Vậy quý vị là số 0, không là gì hết. Tôi tôn trọng và thương quý vị, nhưng đừng cảm thấy quá tự hào về việc tu hành của mình. Hãy giữ bình tĩnh, khiêm tốn. Low-key. Be yourself good first. Hãy là chính mình tốt trước đã, trước khi quý vị dạy người khác. Because if you are not strong enough, vì nếu quý vị chưa đủ mạnh, người mà quý vị muốn dạy thậm chí có thể hạ bệ quý vị. Because his view might be also, vì quan điểm của họ có thể hùng hồn, có lẽ họ từ đẳng cấp thứ hai và họ thậm chí có thể giảng lại cho quý vị, làm thay đổi quan điểm của quý vị và gây rắc rối. Hoặc họ có thể bị ma này hay ma kia nhập vô. Và rồi họ giảng trở lại cho quý vị, và rồi quý vị xong đời. Đừng nóng vội. Bảo họ ăn chay được, ăn thuần chay được, nhưng đừng nóng vội. Thật đáng sợ. Nên nếu người nào đó giảng cho quý vị đi ngược lại mọi giới luật, chống lại mọi tiêu chuẩn đạo đức, và nói dù sao mọi thứ đều là ảo tưởng, quý vị muốn làm gì thì làm, không có tội lỗi, thì quý vị phải biết đó là sai. Và người đó bị ma nhập. Hãy mau mau tránh xa họ. Đừng tìm cách cảm hóa họ. Quý vị không làm được đâu. Quý vị có thể không đủ mạnh, và thay vào đó quý vị sẽ rớt. Quý vị có thể không đủ mạnh. Nếu tình cờ cảm thấy như quý vị bị ma nhập, hoặc có lẽ rơi vào tà kiến, hãy cầu sư phụ giúp quý vị. Niệm năm hồng danh, niệm món quà, cầu sư phụ nếu quý vị bất lực, cách đó an toàn hơn. Cảm ơn quý vị. Now, there's another one. Bây giờ có con ma khác ở đây. Where am I? Tôi đọc đến đâu rồi? Đọc đến lệ quỷ rồi, được rồi. Vậy thì sau khi ma bỏ đi, họ sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Các ông nên biết rõ về điều đó, bằng không các ông sẽ bị đọa địa ngục. Xin lỗi, cùng một địa ngục, trời ơi. Khi cùng một trạng thái tâm trí, sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả này không còn vướng mắc gì. Định sáng ngời, trong định tâm họ vẫn thèm muốn gì đó. Đó là sự tập trung sâu, rất khó để tẩy sạch tâm trí khỏi tất cả những ấn tượng từ đời đời kiếp kiếp. Rất khó. Nên họ đi vào sự tinh cần khắc khổ và thích sống nơi vắng vẻ khi họ tham cầu bình an và yên lặng. Quý vị thấy điều này thật kinh hoàng. Khi một người ở trong trạng thái định mạnh mẽ, sáng ngời và tỏ rõ như thế rồi,
và đã bỏ lại đằng sau mọi cảm xúc và ràng buộc. Vậy mà ấn tượng này vẫn nổi lên. Có lẽ ngay cả với đệ tử của Đức Phật. Thành ra Đức Phật mới nói với Anan, các ông phải biết trước điều đó. Đức Phật không nói được, ta truyền tâm ấn cho các ông. Các ông là đệ tử hàng đầu của ta. Các ông không có vấn đề gì hết. Không. Vì sao? Vì vào lúc tâm ấn, Đức Phật hoặc Minh Sư xóa đi tất cả các loại nghiệp tồn kho từ tiền kiếp, nhưng định nghiệp phải còn đó. Định nghiệp là cái giá mà quý vị phải trả để được sống trên địa cầu vật chất này và có thân thể vật chất này, đầu óc vật chất, cảm giác vui sướng vật chất và đủ thứ. Thậm chí vậy, chúng ta đã theo Đức Phật, thậm chí được xuất gia, không còn gì nữa, chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Như các tỳ kheo Đức Phật, họ chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Vậy mà quý vị có thể tưởng tượng hệ thống của ma tàn nhẫn thế nào? Tàn nhẫn dường nào không? Giống như Anan, rớt lên rớt xuống, và bao khó khăn cùng Đức Phật, đời đời kiếp kiếp rồi tích lũy được rất nhiều công đức, và là vị Bồ Tát tốt như vậy, với tấm lòng từ bi đủ thứ. Bỏ nhà đi rồi, không vợ, không con, không quần áo cầu kỳ, không xe hơi, không gì cả. Đi ra ngoài và phải khất thực, khiêm nhường khất thực. Đôi khi có lẽ đôi khi không, đã khổ vậy rồi, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, vậy mà vẫn phải trả giá cho những điều này trong định. Không phải như quý vị đi ra ngoài gây rắc rối với băng đảng nào đó hay gì cả. Quý vị chỉ ngồi lo việc riêng của mình trong góc nhỏ của mình, thế mà vẫn bị quấy rối bởi loại tâm trí, tư tưởng hoặc dục vọng hoặc suy nghĩ này. Vì vậy, mà không bao giờ để quý vị yên. Phải nhớ điều đó, hiểu chưa? Tôi không cần biết y có ý định gì, tốt hay xấu, hoặc y làm việc hay không làm việc của y hay bất cứ gì, y sẽ làm điều tốt hoặc không tốt cho quý vị. Quý vị phải ý thức về gã lệ quỷ này, hiểu chứ? Cái gã kinh khủng, thối tha, gã lệ quỷ, nếu đó là cái gã. Chúng ta luôn luôn nói là gã, có lẽ y là ả, ai biết được. Ý là chúng sinh này. Có từ khác dùng cho y, thực thể, phải rồi, thực thể này, cảm ơn anh. Nó là như thế. Quý vị phải cảnh giác y bất cứ lúc nào, bằng không y lừa gạt quý vị mà không biết xấu hổ, y cũng nói dối. Bởi vì y không quan tâm gì đến giới luật, không gì hết. Y làm chủ thế giới, ai sẽ trừng phạt y đây? Y là vua của vương quốc này, cảnh giới vật chất này. Y muốn làm gì thì làm, ai sẽ trừng phạt y đây? Y đã thiết lập thế lực rất sâu rộng, và y có bộ hạ, các cánh tay dài khắp nơi và tẩy não mọi chúng sinh, đời đời kiếp kiếp rồi, vào trạng thái thoái hóa kinh hoàng, đến nỗi họ thậm chí không biết điều gì đúng và điều gì sai nữa. Họ thậm chí không biết các vị thầy khi các vị đó đến, họ không biết Đức Phật khi Ngài đến, họ không biết Chúa Giêsu khi Ngài đến. Bén rễ quá sâu trong sự phủ định. Chính vì thế, không ai trừng phạt y, không ai dám, không ai nghĩ về điều đó, hiểu không? Cả thế giới ủng hộ y bằng cách làm giống y như những gì y muốn và làm những điều xấu. Có chuyện cười về ông bác sĩ đi xuống địa ngục và đối diện với diêm vương. Chưa tới lượt ông bị phán xét, nên ông nhìn diêm vương xét xử người này người kia như kỹ nữ diêm vương tưởng thưởng cho cô,
và khen ngợi không hết lời, và sau đó cô kỹ nữ sẽ tái sinh sống đời êm đẹp khác lần nữa. Và người kia thích giết động vật, vân vân. Và Diêm Vương cũng thưởng cho anh ta. Và đến lượt ông bác sĩ. Bác sĩ khi đó nói, ồ, xin tha cho tôi. Xin cho tôi một đời sống khác. Bây giờ tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ làm vui lòng ngài, tôi sẽ biết. Tôi sẽ phái con gái của tôi đến nhà thổ. Tôi sẽ phái con trai tôi đến lò giết mổ. Chỉ cần tha cho tôi để tôi có thể đi lên và thay đổi. Đây là chuyện cười, nhưng là như thế đó. Cả thế giới chỉ biết vâng theo những điều răn của lực lượng tẩy não này từ ma. Bây giờ chúng ta đã phá hủy một số bộ máy kiểm soát này, nhưng vẫn chưa hết. Ma vẫn còn đó. Bộ máy đó không phải là ma. Bộ máy có thể bị phá hủy, nhưng ma thì không dễ. Bởi vì y đã có rất nhiều người ủng hộ khắp mọi nơi rồi. Quý vị biết là muốn lật đổ một lãnh tụ, quý vị cần rất nhiều sự ủng hộ từ người dân, phải không? Quý vị không thể chỉ đi một mình 2, 3 hoặc 4 người, hoặc mang theo 200-300 người và đi giết nhà vua hoặc tổng thống hay người nào đó. Chưa đến gần, quý vị đã chết rồi. Cũng vậy, thế gian này là như thế đó. Ma được ủng hộ. Vì vậy, y có thể tự hào tuyên bố, thấy chưa? Ta chinh phục lòng của tất cả cư dân của ta. Tại sao lại định đuổi ta? Sao có thể làm được? Quý vị hiểu điều tôi nói chứ? Dạ hiểu. Vì lúc đó, y cũng kết nối với tất cả những người này. Nếu muốn tiêu diệt y, quý vị phải tiêu diệt tất cả mọi người. Cả địa cầu. Thượng Đế đã định làm thế. Nhưng quá bi thảm, quá đáng thương. Vậy nên các vị thánh can thiệp. Thành ra các vị thánh nói để con đi xuống với họ, lý luận với họ. Có lẽ một số họ vẫn còn chút thông minh bên trong họ. Con có thể đánh thức họ. Lại Thượng Đế, xin đừng tiêu diệt tất cả mọi người. Vẫn còn một chút sự thiền lành, một số tia sáng tốt trong tâm một số người. Để con làm cho. Để con chịu khổ giùm họ, để chuộc lại bất cứ gì trong quá khứ mà họ phạm phải, để con nhận lãnh, và rồi họ có thể được giác ngộ. Thành ra các vị thánh tiếp tục đến, hiểu không? Dạ hiểu, thưa sư phụ. Bằng không, tại sao họ lại rời Niết Bàn chứ? Bây giờ hành giả này, thậm chí trong định, trong thiền định, không chỉ như trạng thái tâm trí bình thường, mà họ muốn này, muốn kia. Trong định này, hành giả muốn gì đó vi tế hơn. Trong đời thường, chúng ta muốn tiền, muốn vợ đẹp, hay chồng đẹp và địa vị. Trong thiền định, quý vị muốn tài giỏi, thông minh, vân vân. Và quý vị muốn thiên khải về nguồn gốc của vạn vật. Đó là gì vậy? Tại sao vậy? Và quý vị muốn nhập định sâu xa. Hãy xem Đức Phật giải thích ra sao. Khao khát, họ thèm muốn tâm họ chứ không phải linh hồn. Tâm họ thích đi vào định sâu xa. Vậy nên, họ tinh cần khắc khổ và thích sống nơi vắng vẻ. Như vậy, họ có nhiều thời gian hơn để hấp thụ những điều này. Họ muốn được hòa nhập vào năng lượng vũ trụ hoặc lực lượng nguyên thủy, bất cứ gì mà họ muốn. Vào lúc đó, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện. Hồn nó nhập vào thân người khác và dùng miệng người đó để giảng nói kinh pháp và giáo lý. Đây tôi đoán là giáo lý của Đức Phật. Khi Đức Phật qua đời, người này không biết họ bị ma nhập, tự cho rằng mình đã chứng được Niết Bàn vô thượng. Khi họ đến gặp hành giả mong cầu nó vắng vẻ, y trải tòa và giảng giải giáo lý. Y khiến cho mọi người nghe quanh y nghĩ rằng họ đều biết rõ nghiệp đời trước của mình có xảy ra.
Một số người theo thầy nào đó, họ có thể thấy nghiệp quá khứ, tiền kiếp và mọi thứ. Hãy cảnh giác, chưa là gì, hiểu chứ? Chưa là gì đâu, hãy cẩn thận. Không phải chỉ bấy nhiêu đâu. Đức Phật nói trong đây, không phải ta nói. Ta cũng nói như vậy. Hoặc y bảo một người ở đó rằng, ông nay chưa chết mà đã làm súc sinh. Rồi y bảo người phía sau dẫm lên đuôi người phía trước. Người đó không có đuôi, nhưng họ sẽ cảm thấy như họ có đuôi và đã bị dẫm lên, nên bỗng nhiên người đầu tiên không thể đứng dậy được, bị dẫm lên cái đuôi ảo tưởng, tưởng tượng hoặc được tạo ra bằng ma lực. Tôi sẽ giải thích điều đó. Đức Phật không nói điều đó. Ngài chỉ nói, bỗng nhiên người đó không thể đứng dậy được. Lúc bấy giờ cả hội chúng đều hết lòng kính phục. Nếu có người khởi tâm nghi ngờ, ma liền biết ý. Và y thiết lập sự tu tập rất khổ hạnh, vượt ngoài giới luật đạo đức của Phật. Y làm cho người đó còn khổ hạnh hơn bình thường, hơn tiêu chuẩn của Đức Phật lập ra. Và giới luật của Đức Phật đã vô cùng khắc khổ rồi. Tin tôi đi, rất khắc khổ. Nếu biết giới luật tỳ kheo, quý vị sẽ nói, ồ, thôi đi, tôi thà làm người tại gia. Rất khó để giữ những giới luật đó. Và ở đây, người bị ma nhập này khiến cho họ hy sinh nhiều hơn, khiến cho những người nghe, các tín đồ sống khổ hạnh nhiều hơn vậy nữa. Bắt quý vị ở ngoài trời lạnh khi có phòng trống, có lẽ đó là loại ma quỷ này. Như vậy là quá khổ hạnh, không cần thiết. Nếu có nhà, quý vị ở trong nhà. Nếu có xe, quý vị lái xe. Quý vị không tìm cách khiến mình bị thiếu thốn những tiện nghi hiện đại này, mà làm cho đời sống thoải mái hơn, nhàn nhã và tiết kiệm thời gian hơn. Bỏ xe và đi bộ khắp nơi, ngay cả khi trời mưa hay nắng, để đi làm việc ở nơi rất xa, có thể tốt cho ngã chấp của quý vị, hoặc người khác ngợi khen quý vị, nhưng đó không phải là cách quý vị nên làm. Điều đó sẽ không làm quý vị thành Phật. Khiêm nhường và bình dị, nghĩa là quý vị dùng những gì mình có, không cố gắng để ra vẻ thánh thiện bằng cách sống quá khổ hạnh. Nhất là nếu quý vị không phải là người xuất gia hay gì cả, quý vị cần phải làm việc, cần ăn ngon, cần mặc đẹp. Bằng không, quý vị sẽ không có việc làm. Quý vị cần lái xe để đi làm đúng giờ. Quý vị cần tự bảo vệ mình bằng xe hơi hay xe buýt hoặc xe lửa trong các loại thời tiết khác nhau để luôn mạnh khỏe. Quý vị chăm sóc gia đình, làm việc cho giỏi để có thể kiếm sống cho gia đình mình. Không cần phải chứng minh gì cả. Nếu quý vị có thể mua xe thì hãy mua. Nếu quý vị có thể lái xe thì hãy lái. Nếu không ăn mặc đẹp, quý vị không thể có được công việc tốt mà quý vị muốn, mặc dù quý vị có khả năng. Người ta nhìn vào bề ngoài, nhìn vào diện mạo. Thậm chí ngày nay nhiều quốc gia, một số quốc gia, họ có vài tổ chức phi lợi nhuận để cho mượn hoặc tặng bộ vest hoặc váy đầm cho những người đi tìm việc làm. Ngay cả những người nhìn trẻ trung, nhưng đôi khi người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học hay gì đó, không có tiền để mua bộ vest đàng hoàng. Các hội đó đưa cho họ quần áo để đi tìm việc và họ đã thành công nhờ bộ vest đẹp. Quý vị có thể nói đó chỉ là bộ vest, nhưng bộ vest đó hay bộ váy đầm đẹp đó, làm tóc đẹp vân vân, đều hiệu quả. Đây là ý tưởng rất hay. Và vì thế chúng ta ca ngợi họ trên truyền hình vô tình sư. Tốt lắm. Quý vị thấy không? Dạ thấy. Sư phụ quý vị biết hết mọi thứ, thậm chí bộ vest. Nói đùa thôi, trời ơi. Tôi giảng về kinh Phật, quý vị không vỗ tay. Tôi mới nói rằng tôi giỏi thì quý vị vỗ tay. Không sao, tốt lắm. Cảm ơn quý vị. Được rồi, tốt lắm. Chúng ta không bao giờ biết khi nào mới có dịp nghe kinh này nữa. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ nói cho đến khi quý vị phải đi về vào buổi sáng.
Cho nên bất cứ ai trong hội chúng của người bị ma nhập này đều không dám nghĩ gì cả, bởi vì y sẽ biết ngay lập tức và y sẽ chỉ mặt. Người nghi ngờ ta, người không tốt, người không xứng đáng. Vì vậy, họ không dám làm gì cả, mọi người chỉ nghe. Thậm chí một, hai người thông minh hơn một chút, hoặc sáng suốt hơn, nghĩ gì đó. Có lẽ người này không phải là tu sĩ thật hoặc Bồ Tát thật. Thì y liền biết ngay, bởi vì y là ma. Y có lực lượng này để biết tâm trí người khác và y cũng có thể điều khiển. Đó là vấn đề. Và y bắt mọi người nghe y tuân theo nhiều khổ hạnh hơn điều luật của Đức Phật, thậm chí còn vượt quá nữa. Và y phỉ báng tỳ kheo, có nghĩa là tăng chúng. Y mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác, không ngại chê bai tỳ hiền. Y ưa đoán họa phước chưa đến. Khi việc xảy ra, quả nhiên y chẳng sai mãi mãi. Y cũng biết tương lai. Trời ơi, hoặc có lẽ y tạo ra thiên tai để phù hợp với dự đoán của mình. Vậy y rất mạnh mẽ. Y làm bại hoại bất cứ gì y muốn. Trời ơi, thật khó để phân biệt giữa ma và Phật hoặc thánh. Vì vị thánh bình thường, các ngài không dùng lực lượng nào, không tiên đoán nhiều. Người ta đến hỏi ngài, ồ, ngày mai tôi có chết không? Ngài trả lời, tôi không biết. Hoặc mẹ tôi có bệnh phục không? Hay gì đó. Minh sư sẽ không nói được, ta sẽ hú la hấp. Và bà ấy sẽ khỏi, không, thường thì không. Nhưng loại ma này y có thể đoán, ngay cả các sự kiện lớn trong tương lai. Hoặc có lẽ y chỉ tạo ra sự tàn phá để chứng minh rằng y đúng. Nên đây là loại đại lực quỷ, tuổi già thành ma. Quý vị biết tại sao y về già lại thành ma không? Như là ma nhỏ thăng cấp. Tại sao như thế khi về già y lại trở thành ma? Có ai biết không? Không ạ. Không ạ. Được rồi, tôi sẽ giả bộ rằng tôi biết gì đó. Quý vị có tin hay không là chuyện khác. Thậm chí ma nhỏ cũng ao ước có nhiều lực lượng hơn. Chúng thiền theo cách riêng của chúng. Thậm chí hồ ly và các loài vật khác. Một số, ngay cả thú dữ, rắn và đủ thứ, họ tu tập theo cách riêng của họ. Và rồi họ trở thành ma quỷ hoặc ác quỷ với nhiều lực lượng hơn. Và họ có thể sống lâu hơn, đôi khi hàng ngàn năm hoặc hàng trăm năm. Và rồi họ có lực lượng, và rồi đôi khi họ có thể tự hóa thành người và dối gạt người ta. Vì một số mục đích, và một số còn biến thành người để họ có thể kết hôn với người nào đó, và người đó không hề biết rằng vợ hay chồng mình là ma hay hồ ly biến thành người. Và khi chồng hay vợ không ở nhà hoặc ở bên ngoài với những người khác, họ biến thành hồ ly và rắn. Vì họ không thể tiếp tục dùng lực lượng của mình, họ phải hồi phục. Vì vậy, họ chỉ chơi trò cút bắt như thế và không ai biết chút manh mối nào. Trong một số truyện dân gian của Âu Lạc Việt Nam, họ có một số truyện như thế, rằng một con rắn hóa thành người đẹp và đến chăm sóc cho một trong những anh học trò, và rồi nuôi anh ăn và chăm sóc anh. Như thể cô có tiền, cô chỉ giả vờ làm một số công việc đang dệt hay gì đó, nhưng thực ra cô sử dụng thần thông của mình để có được thức ăn và đủ loại nhu yếu phẩm, và người chồng rất thoải mái để học hành. Nhưng dần dần người chồng ngày càng yếu đi, bởi vì lực lượng của con rắn có lẽ hút một số nguyên khí từ người anh.
và một số pháp sư phải chữa trị cho anh. Nhưng rồi đôi khi người chồng không muốn bởi vì anh ấy yêu vợ vô cùng và mang ơn người gọi là vợ của mình. Anh ấy nói không sao, dù gì đi nữa tôi vẫn chấp nhận và tiếp tục sống với cô ấy vì tôi thấy nhiều người còn hiểm độc hơn con rắn này. Cô ấy không cố tình làm thế, có lẽ sinh lực của cô ấy không tương hợp với tôi. Vì vậy, tôi đã yếu đi, hoặc có lẽ chỉ là thời điểm mà tôi đổ bệnh. Tôi không muốn giết cô ấy. Vị pháp sư đó nói, nếu muốn sống và khỏe mạnh, anh phải giết con rắn. Tôi biết cách làm thế nào. Ông ấy biết cách để giết cô rắn, vì người thường không thể giết cô ta được. Nếu quý vị cắt cái đầu của con rắn, nó sẽ mọc ra nhiều hơn, thí dụ như vậy. Nhưng người chồng không nỡ lòng nào làm vậy. Trong vài chuyện là như thế. Họ nói rằng một số người còn hiểm độc hơn con rắn này. Điều này cũng đúng. Không biết có phải vì anh ta yêu vợ rắn của mình hay không. Điều anh nói cũng đúng. Một số người còn độc hại hơn. Vậy, đây là loại đại lực quỷ tuổi già thành ma. Quý vị biết phải không? Y lớn tuổi hơn và cái kêu gọi là sự tu luyện của Y đã đơm hoa kết trái, nên Y được thăng lên trạng thái ma quỷ. Nhưng không có nghĩa là Y nhân từ hay tốt gì. Chúng là ma quỷ. Chúng chỉ buồn chán. Chúng có quá nhiều lực lượng nên phải sử dụng nó bằng cách nào đó, nơi nào đó. Tốt hoặc xấu. Đó là vấn đề khi quý vị có cái gọi là thần thông. Quý vị không thể không dùng nó. Nên quý vị phải cẩn thận. Thành ra ta nói không thần thông, không gì hết. Chỉ cần tu pháp môn Quán Âm, tự kiếm công đức trên thiên đàng. Kiếm nơi chốn của mình bằng công sức của chính mình, không dựa vào thần thông, không dựa vào gì cả. Vậy dĩ nhiên con ma này quấy rối và làm cho con người mê lầm. Nhưng sau khi đã chán trò chơi này, có lẽ y sẽ tìm người khác này nào đó để nhập vào. Và cả hai người gọi là thầy và trò sẽ rơi vào lưới pháp luật. Các ông nên biết rõ trước về điều này và không bị rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, các ông sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Quý vị biết điều đó. Lại nữa, vẫn còn nhiều ma. Trời ơi, Đức Phật, Ngài đã lựa ra bao nhiêu loại ma vậy? Ồ, rất nhiều. Tôi đánh dấu lên đến đây. Tôi đã nghiên cứu đến đây thôi. Ý nói gần đây chỉ để kiểm tra những gì tôi nên đọc cho quý vị. Nhưng sau trang đó tôi nghĩ... Ồ, còn nhiều nữa. Có lẽ không phải ma, nhưng một số tà kiến có thể gây rắc rối cho quý vị. Vậy, lại nữa, trong sáng suốt và vi diệu vô ngại, sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả này không còn vướng mắc và họ ở trong định sáng suốt viên mãn, nhưng trong nhập định, tâm trí khao khát, được thêm nhiều hiểu biết, nên hành giả siêng năng khổ nhọc truy tìm khi mong biết được đời sống trong kiếp trước. Thậm chí chỉ muốn biết tiền kiếp, quý vị cũng sẽ bị rắc rối. Đừng biết gì cả. Lâu lắm rồi, có một vị thầy ở Đại Hàn. Ông là tu sĩ. Ông không dạy gì nhiều cho đệ tử của ông. Ông nói bất cứ gì xảy ra hoặc đầu óc hỗn loạn, quý vị chỉ cần nói không biết. Bất cứ câu hỏi gì, chỉ nói không biết. Quý vị tự trả lời cho mình, không biết. Ông chỉ nói mỗi hai từ cho đệ tử của mình, không biết. Bất cứ gì, bất cứ rắc rối nào, chỉ cần nói thẳng, không biết. Ông muốn phá vỡ mọi dòng tư tưởng của đệ tử ông, mà có lẽ cũng hữu ích. Nhưng đừng cứ không biết bất cứ gì, hiểu không? Quý vị biết nên là người tốt, trì giới, tọa thiền, ăn thuần chay. Khi ấy, bởi vì hành giả háo hức muốn biết các tiền kiếp, nên rất tham lam, khẩn thiết và cuồng nhiệt, muốn biết những kiếp trước. Khi ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện. Trong đây, Phật luôn luôn nói những thiên đàng
Thay vì thiên đàng, tôi chỉ nói vắn tắt thành một thiên đàng, vì trên đó có các thiên đàng 33, nghĩa là có 33 cảnh giới, các thiên đàng riêng biệt. Và một trong những thiên đế gọi là đế thích, ông rất rối, ông luôn gây rắc rối cho người tu hành. Ông lo sợ mất quyền hành và các cô gái của ông trên đó. Ông có rất nhiều cô gái bên cạnh. Có lẽ họ không có ham muốn thể xác hay gì cả, hoặc có lẽ không phải tiếp xúc thể xác hay gì hết, mà có lẽ họ thỏa mãn theo cách khác nhưng cũng vẫn là loại ham muốn và lạc thú mà thôi. Như tôi đã nói, trong thế giới Atula cũng có hơn 120 cảnh giới khác nhau. Và có các cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của thiên đàng, gọi là thiên đàng. Nhưng họ luôn luôn gây rối với thiên đàng bên cạnh. Đôi khi họ đánh nhau. Đôi khi Đức Phật tái sinh làm thiên vương. Và đôi khi Ngài phải dẫn đội quân của mình đi chiến đấu chống lại Atula. Tưởng tượng xem, thiên đàng mà còn đánh nhau thì làm sao có người chúng ta có hòa bình được bây giờ? Đây là một phép lạ, phải không? Không phải là phép lạ sao? Dạ phải. À, đúng đấy. Cảm ơn quý vị, tất cả những ai đã giúp. Cảm ơn quý vị. Nên khi ấy, thiền ma có được, có lẽ là một trong những cư dân của 33 thiên đàng, hoặc một trong những cư dân thiên đàng Atula. Họ không phải là những người thánh thiện, họ không chỉ là thiên nhân mà còn là những kẻ gây rắc rối. Quá nhiều lực lượng, không có gì làm, không lý tưởng. Không có Phật nào dạy họ, chỉ có ma quỷ dạy họ, nên họ đi theo con đường của ma. Thành ra, họ không biết điều gì khác, họ chỉ đi gây rắc rối và dùng lực lượng cho vui thôi. Nên y có được cơ hội thuận tiện để giải trí, gây rắc rối cho vui. Chúng là như thế. Hồn ma nhập vào thân người khác và dùng miệng người đó để giảng nói kinh pháp và giáo lý của Đức Phật, tôi đoán vậy. Người này không biết mình bị ma nhập, tự cho rằng mình đã chứng được Niết Bàn vô thường. Khi y đến gặp vị hành giả cầu hiểu biết, y trải tòa và giảng giải giáo lý. Trong pháp hội, người ấy bỗng nhiên như được viên ngọc to lớn. Bỗng dưng một viên ngọc hiện ra trong tay họ. Đại khái vậy. Hoặc mấy thứ khác hiện ra một vật chẳng biết từ đâu ra. Như một viên ngọc hiện ra trước mắt họ. Họ được ngọc chỉ như cái đó. Nên có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú và những vật quái dị khác. Trước tiên đến trao cho người ấy, rồi sau mới nhập vào thân họ, hoặc ma mê hoặc người đến nghe pháp bằng cách vô một vật xuống đất, rồi nói rằng có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó, giống y như giấu viên ngọc hoặc gì đó, dùng lực lượng của y để thể hiện viên ngọc và chôn nó dưới đất, và rồi làm cho nó chiếu sáng toàn bộ khu vực y đang nói pháp. Nên những người nghe cảm thấy mình được việc chưa từng có. Dĩ nhiên trước đây chưa bao giờ thấy bỗng nhiên toàn bộ nơi đó sáng ngời như thế. Họ chưa bao giờ thấy điều đó. Hoặc ma thường chỉ ăn loại thảo dược, chứ không dùng thức ăn bình thường có sẵn. Một loại gì? Sống bằng không khí. Hoặc sống bằng dược thảo, bằng thuốc. Hoặc y chỉ dùng mỗi ngày một hạt mè và một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh. Một số quý vị muốn ăn kiểu này, muốn có lực lượng này, tôi biết. Thôi ngay, hãy sống bình thường. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Vừa thiền vừa ngủ. Cố gắng nhé. Cố gắng giữ tỉnh táo nhưng đừng hành hạ thân thể. Quý vị cần nó để tiếp tục đi xa hơn.
Vì nếu quý vị dùng quá nhiều lực lượng từ thân người hữu hạn này, thì quý vị có thể ngã quỵ, trung đạo. Và đó là vì y được duy trì bởi ma lực. Thấy chưa? Ma quỷ cũng có thể làm cho quý vị không cần ăn và không cần ngủ. Y phỉ bán các tỳ kheo, nghĩa là tăng chúng các tỳ kheo chân chính, và mắng chửi các đồ chúng, mà không ngại dùng cả lời chê bai tỳ hiềm, nghĩa là vô cớ cứ phỉ bán các tỳ kheo và những người gọi là thánh chúng một cách vô cớ. Y ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ hoặc nơi ẩn cư của các bậc thánh hiền mười phương. Ta nói dối. Những người đi theo y thường thấy những nhân vật kỳ lạ. Chỉ là nói dối. Y chỉ biến ra những thứ này để khiến cho người ta tin y. Đây là một loại ma hay vong linh của núi rừng. Trời ơi, chỉ một ma nhỏ như thế. Chỉ là ma núi rừng. Hoặc thổ địa hay thành hoàng. Sơn hà mà tuổi già thành ma. Người bị ma nhập có thể tán thành việc tà dâm, phạm giới luật của Đức Phật. Y lén lút hưởng thụ ngũ dục, trong ngũ dục cả với những người theo hắn, hoặc y lại tinh tấn, ăn toàn thảo mộc. Y hành xử thất thường, quấy rối và làm người tu hành hoang mang, là người tọa thiền và muốn hiểu biết nhiều hơn. Người đó muốn gì? Hành giả đó muốn gì? Nhiều kiến thức hơn, kiến thức trần gian hoặc kiến thức của thuật luyện đan. Hoặc có lẽ kiến thức làm sao biến cây cối thành người, người thành cây cối, các loại kiến thức thần thông. Như thế không tốt. Đến khi chán rồi, y rời khỏi thân người đó, thì cả hai người gọi là thầy và trò đều sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Các ông nên biết rõ trước việc này để không rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, các ông sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Được rồi, chúng ta dừng ở đây. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đủ rồi. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị, chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng, mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Cho nên tối thiểu, làm sáng tỏ để chúng ta không quá tự hào về chút thành tựu của mình, và chỉ nên tiếp tục làm người khiêm nhường, thuần khiết và đạo đức. Được rồi ha. Tôi cần phải đi. Tôi cần phải đi. Đó là tiếng Đức. Đơn giản là tôi cần phải đi. Cảm ơn quý vị. Chúng con thương sư phụ. Cảm ơn quý vị. Tốt cho quý vị. Tốt cho quý vị rằng quý vị có thể thương ai đó. Cảm ơn sư phụ về kỳ bế quan này. Thưa sư phụ, thượng lộ bình an nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi cần phải đi và gặp mấy người ở lầu trên. Anh khỏe không? Rất tốt hả? Quý vị ổn cả chứ? Dạ ổn.
Có vui không? Dạ vui. Được, vậy tốt, vậy tốt. Tôi cũng rất vui. Đôi khi có một chút chướng ngại, nhưng không thành vấn đề. Chúng ta tiếp tục đi cùng một con đường. Dạ, dạ. Cảm ơn sư phụ. Cô này, cái này cho cô. Cảm ơn cô chăm sóc người già cả. Cảm ơn cô. Cô ấy rất nhân từ. Cô ấy rất, rất nhân từ. Rất nhân từ. Và cô ấy một người rất già. Và cô ấy đã chăm sóc ông cho đến khi ông khỏe lại. Và ông cũng trở thành đồng tu. Vì vậy, tôi chỉ muốn tặng cô ấy cái gì đó. Không gì nhiều, chỉ là một kỷ vật để cô nhớ tiếp tục làm người tốt. Đôi khi, khi chúng ta lái xe hoặc đi trên đường, có thể có một chút chướng ngại như hòn sỏi hoặc thứ gì khác không thành vấn đề. Ta nói trên đường đi đôi khi có lẽ có hòn sỏi nhỏ hoặc có cây nhỏ ngã đổ, thì chỉ việc dời nó qua một bên rồi mình đi tiếp. Vì chúng ta muốn về tới nhà, giống vậy chúng ta tu hành cũng giống vậy. Chút chướng ngại không vấn đề gì. Cứ tiếp tục, mọi việc đều ổn. Cần phải giữ tâm khẳng định. Và mọi chuyện sẽ tốt hơn. Luôn luôn nhớ tới Phật trời, phước lành từ thiên đàng. Thì mọi thứ sẽ ổn. Tôi tưởng tới đây chỉ để nói lời chào rồi tôi đi, nhưng có quá nhiều người. Cảm ơn quý vị đã đến. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến. Và cảm ơn quý vị đã chịu đựng hoàn cảnh không thoải mái lắm và không thuận lợi lắm. Cảm ơn tất cả quý vị. Thiên đàng cũng rất cảm động trước lòng thành của quý vị. Trời đất đều biết sự đơn thuần và từ tâm của quý vị. Và tôi cũng vô cùng cảm động và cảm kích về lòng tận tụy cho mục đích cao thượng của quý vị. Mục đích tốt nhất, duy nhất, quan trọng trong đời quý vị. Đó là tu hành. Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã làm người tốt như vậy. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Chúng ta, già, trẻ, đều đã biết chúng ta có những gì trên thế gian này rồi. Nhưng những gì bên kia thế giới, chúng ta chưa biết. Vì vậy, chúng ta đang học. Học để chúng ta có nhiều hơn đánh thức lực lượng của mình. Lực lượng chân ngã nội tại để thăng hoa linh hồn mình, vượt qua tất cả khó khăn và đồng thời ban phước cho thế giới với năng lượng khẳng định, với ý định thánh thiện, với phước lành của chúng ta được truyền từ thiên đàng. Chúng ta tiếp tục mang nó trong bản thể của mình. Vì vậy, chúng ta đi tới đâu, người đời đều được lợi ích với suy nghĩ khẳng định của mình, năng lượng khẳng định và ánh sáng rực rỡ và tình thương từ những cảnh giới cao hơn cõi thế gian. Cõi thế gian chúng ta đã biết rồi, thậm chí từ Tứ Xuyên, từ Mông Cổ, chúng ta có thể đến đây. Chúng ta có thể biết Đài Loan, Formosa, hoặc từ châu Âu, từ châu Mỹ. Chúng ta đều có thể đến đây để thăm Đài Loan, Formosa, hoặc đi thăm Âu Châu, thăm Pháp, thăm Anh, Đại Hàn hay nước nào đó. Nhưng chúng ta không biết gì khác đằng sau thế giới này. Nên đây là điều chúng ta muốn học. Chúng ta có Phật lực bên trong, có thiên đàng bên trong. Lực lượng này chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng nhớ nhiều hơn. Chúng ta đã có nó rồi, hãy nhớ nhiều hơn bằng thiền định thì chúng ta có thể ban phước cho thế giới nhiều hòa bình hơn. Bây giờ có nhiều hòa bình hơn so với trước đây. Đại Hàn hòa bình, Ethiopia, Eritrea hòa bình, Syria sắp hòa bình, Colombia hòa bình. Còn đâu nữa? Và hôm qua, hôm kia, Yemen hòa bình. Thấy đó, từng nước một trở nên hòa bình. Tất cả hòa bình bởi vì chúng ta tu hành.
và ban phước cho thế giới với lòng thành của mình. Bất kể chúng ta tin gì đi nữa, điều mình làm trong một nước hòa bình vẫn luôn luôn tốt, phải không? Dạ. Nếu không hòa bình, thì không làm được gì nhiều. Không hòa bình, luôn luôn lo âu. Lo về bom, súng đạn và áp bức. Vậy có hòa bình thì sẽ tốt hơn mọi lúc, bất cứ lúc nào. Không có hòa bình, thiền cũng không được, lo lắng quá nhiều. Cho nên hòa bình là tốt, tốt, tốt. Và bây giờ, hòa bình đang đến, đang đến, đang đến. Tôi rất mừng. Quý vị có vui không? Dạ vui. Tốt, đúng vậy. Cảm ơn quý vị. Vậy hãy tiếp tục tu hành để chúng ta có nhiều hòa bình hơn, nhiều thiện lành hơn, nhiều từ bi hơn, nhiều tình thương hơn với nhau, giữa người và vật, cây cỏ và mọi chúng sinh trên thế giới cũng đang giúp chúng ta thăng hoa. Không có cây cối, không có đại dương, chúng ta không có dưỡng khí, không thể thở. Không thở được, không thể thở, không thể thiền, không thể sống, không thể tồn tại, không thể ăn, không thể uống, nên chúng ta phải cảm ơn tất cả họ. Và càng tu hành, chúng ta càng hiểu, và càng hiểu, chúng ta càng cảm kích mọi thứ trên địa cầu này. Tất cả đều giúp đỡ chúng ta, vì vậy bây giờ chúng ta cũng nên cố gắng bảo vệ họ. Chúng ta bảo vệ cây cối, bảo vệ loài vật, ngay cả cá nữa. Và bảo vệ địa cầu, sông ngòi, đại dương, mọi thứ đã giúp chúng ta để mình có dưỡng khí, có thức ăn. Địa cầu và mặt trời ban dinh dưỡng cho thực phẩm. Không khí chúng ta thở cũng được làm sạch. Cây cối cho chúng ta dưỡng khí, sông ngòi cho chúng ta nước, sông hồ cho chúng ta nước. Và đại dương cũng mang cho chúng ta 50% dưỡng khí. Vậy bây giờ, đến lượt chúng ta phải bảo vệ những chúng sinh này. Loài vật giúp chúng ta. Cây cối giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta phải bảo vệ họ. Họ đã từng bảo vệ chúng ta hàng trăm, hàng ngàn năm nay rồi. Để chúng ta và con cái, cha mẹ, thân nhân, bằng hữu chúng ta có thể sống, hít thở và tồn tại. Bây giờ họ đang gặp nguy hiểm vì con người làm ô nhiễm và không chăm sóc cho địa cầu. Vậy bây giờ chúng ta phải giúp họ. Chúng ta ăn thuần chay. Đó là một sự trợ giúp rất lớn. Chúng ta cũng bảo người khác ăn thuần chay để bảo vệ tất cả chúng sinh trên địa cầu này, để chúng ta có thể tiếp tục sống. Ngoài ra, chúng ta biết ơn và đáp lại lòng nhân ái của họ. Ngoài ra, chúng ta cũng cảm ơn họ cho đời sống của con cái và cháu chắt của chúng ta, bởi vì chúng ta phải bảo vệ họ, địa cầu, cây cối, đại dương, sông ngòi, không chỉ cho chúng ta, không chỉ cho con cái và cháu chắt của mình thôi, mà vì bây giờ chúng ta biết sống từ bi hơn, thương yêu hơn và tử tế hơn với mọi chúng sinh. Và đó là cách duy nhất chúng ta nên làm người, làm chúng sinh cao cả, người bảo vệ cho kẻ yếu và bất lực như loài vật và cây cỏ. Hiểu ha? Dạ. Được rồi, cảm ơn quý vị. Chúc ngủ ngon. Người nào cần phải về thì phải về. Vì ở nhà quý vị có công việc. Có công việc chờ quý vị. Quý vị có vợ, có chồng, con cái, cha mẹ để chăm sóc. Và quý vị cũng cần thiền cho tốt, nhưng không thể bỏ bê bổn phận của mình. Cha mẹ cần quý vị, con cái cần quý vị, chồng vợ cần quý vị. Nếu phải đi, nếu phải có bổn phận, thì quý vị nên đi. Nếu không vướng bận tài chính và gia đình, thì quý vị có thể ở lại, miễn là thị thực cho phép. Nếu ở hơn thời hạn thì quý vị không phải là công dân tốt. Quý vị gây rắc rối cho chính phủ và cho nhóm của chúng ta. Chúng ta cũng phải giữ uy tín. Thôi được rồi. Nếu quý vị ra về thì chúc quý vị thượng lộ bình an. Nếu chưa về thì tôi sẽ gặp quý vị ngày mai ở Tây Hồ. Được không? Cảm ơn sư phụ.